Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah. Xin chào tất cả các bạn chị em đã và đang sẽ kết nối vào livestream cho bài học buổi tối ngày hôm nay. Tôi thay mặt Hội Thánh Nhà Môn Dân gửi lời chào trân trọng đến tất cả các bạn chị em sẽ kết nối với Hội Thánh trong buổi tối này để chúng ta học bài học thứ tư trong loạt bài phương pháp cầu nguyện cho người bệnh. Amen. Xin Chúa ban phước cho hết thảy ông bà anh chị em mình trong thời giờ này. Dạ. Tôi tin rằng ngay khi anh chị em kết nối vào thì Chúa Thánh Linh sẽ thăm viếng ông bà anh chị em. Ngài là đấng đó. Ngài là đấng luôn luôn muốn ban ơn, ban phước cho những ai yêu mến lời của Ngài. Cảm ơn Chúa vì tôi vẫn nhìn thấy rất nhiều những khuôn mặt thân quen, phải không ạ? Trong buổi tối ngày hôm nay. Xin Chúa ban phước cho hết thảy chúng ta. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Tôi xin nhắc lại chủ đề bài học của chúng ta một chút. Chúng ta đang học loạt bài phương pháp chữa lành người bệnh. Và bài hôm nay là bài thứ tư. Tôi gọi là ơn lời nói tri thức để chữa lành người bệnh. Đây là một chủ đề hết sức đặc biệt anh chị em. Hết sức đặc biệt. Và hầu như ít được nhắc đến, không ạ? Ít được nhắc đến một cách thực tế để chúng ta vận dụng cái ân tứ này làm cho cái việc cầu nguyện cho người bệnh tật được trở nên hiệu quả hơn, chính xác hơn và năng suất hơn. Đó là cái mục đích mà Chúa ban ơn cho tất cả chúng ta, không anh chị em? Mỗi một chúng ta đều có cơ hội được Đức Thánh Linh ban ơn nhằm phục vụ thân thể của Chúa. Amen. Một lần nữa tôi thay mặt Hội Thánh Nhà Muôn Dân gửi lời chào trân trọng đến tất cả bạn chị em đang kết nối vào Hội Thánh ngay thời giờ này. Xin Chúa ban phước cho hết thảy chúng ta. Và như thường lệ bạn chị em, mình cần cầu nguyện với nhau một chút. Amen. Để Chúa thăm viếng, Chúa khích lệ, Chúa sức dầu mới trên đôi tay, trên tấm lòng, trên lời nói của chúng ta, hầu cho những gì chúng ta làm buổi tối hôm nay đều đem lại sự vinh hiển cho Chúa Giêsu và ích lợi cho tất cả anh chị em mình khắp mọi nơi. Tôi ở đây, anh chị em ở đó, nhưng mà tôi tin rằng Chúa Thánh Linh thì ở khắp mọi nơi và Ngài đang kết nối tất cả chúng ta lại với nhau trong tình yêu của Ngài. Amen. Cảm ơn Chúa thật là nhiều. Cảm ơn Chúa thật là nhiều. Nào, tôi muốn ông bà anh chị em mình hãy khiệp lòng cùng tôi và cầu nguyện nha. Chúa đang ở đây. Chúa đang ở đây. Amen. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cha ơi, con cầu nguyện cùng với tất cả anh chị em con giờ này. Con cầu xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Thánh Linh của Đức Chúa Trời hãy đến trên chúng con. Trong danh của Chúa Giêsu, Thánh Linh của Đức Chúa Trời hãy đến trên tất cả ông bà anh chị em nào đang lắng nghe và chịu ảnh hưởng dưới lời cầu nguyện này. Cha ơi, con cầu xin Ngài hãy ban phước cho anh chị em con. Con cầu xin Ngài hãy ban phước một cách đặc biệt trên linh, trên hồn, trên thể chất của ông bà anh chị em con giờ này. Nhân danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Để không một ai buồn ngủ trong buổi học lời Chúa này. Để không một ai mất tập trung trong buổi học lời Chúa này. Để không một ai cảm thấy mỏi mệt trong buổi học lời Chúa này. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi truyền lệnh cho tất cả mọi tác nhân, dù thuộc linh hay thuộc thể, ảnh hưởng đến anh chị em trong giờ học lời Chúa này, nó phải rời đi. Tôi ra lệnh trói buộc toàn bộ những quyền lực, toàn bộ những thế lực, toàn bộ những chủ quyền nào đang tác động và ngăn trở ông bà anh chị em học lời Chúa buổi tối hôm nay đều bị trói buộc, đều bị xiên lại, đều bị quăng ra xa trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Chúa Thánh Linh yêu quý, hãy đến với ông bà anh chị em con giờ này. Hãy đến với ông bà anh chị em con giờ này. Hãy đến trên mỗi một người nam, người nữ giờ này. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi muốn ông bà anh chị em mình hãy mở mọi miệng mình ra và nói với Chúa. Chúa ơi, hãy đến trên con. Chúa ơi, hãy tuôn đổ Thánh Linh trên con. Con cần Ngài để hiểu bài học này. Con cần Ngài để nhận lấy lời rema của Ngài giờ này. Con cần Ngài để được tăng trưởng trong tâm linh con giờ này. Chúa Thánh Linh ơi, hãy đến trên con ngay chính thì giờ này.
hãy chạm tấm lòng con ngay chính thì giờ này. Nào, tất cả chúng ta hãy cầu nguyện nè. Đừng ai làm thinh giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền nè. Đừng một ông bà anh chị em nào làm thinh hay mất tập trung giờ này, hãy cầu nguyện cùng tôi trong danh Chúa Giêsu quyền nè. Cảm ơn Ngài lạy Chúa. Oh hallelujah. Cảm ơn Ngài lạy Chúa. Oh hallelujah. Cảm ơn Ngài lạy Chúa. Oh hallelujah. Hãy tác động, hãy tác động, hãy tác động và hãy viếng thăm anh chị em con Chúa ơi trong danh Chúa Giêsu quyền nè. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Trong danh Chúa Giêsu quyền nè, tôi tuyên bố toàn thể ông bà anh chị em được phước trong chính thời giờ này. Toàn thể ông bà anh chị em được Thánh Linh thăm viếng trong thời giờ này. Toàn thể linh của ông bà anh chị em trở nên mạnh mẽ trong thời giờ này. Toàn bộ hồn của ông bà anh chị em trở nên lành mạnh vui tươi trong thời giờ này. Nhân danh Chúa Giêsu Christ quyền nè. Nhân danh Chúa Giêsu Christ quyền nè. Hãy trở nên tươi mới trong thời giờ này. Hãy trở nên tươi mới trong thời gian này trong danh Chúa Giêsu Christ quyền nè. Tôi công bố tất cả những anh chị em đang lắng nghe và chịu ảnh hưởng dưới lời cầu nguyện này, hãy được đổ đầy Thánh Linh trong danh Chúa Giêsu quyền nè. Hãy được tràn đầy Thánh Linh trong danh Chúa Giêsu quyền nè. Linh anh chị em được mạnh mẽ trong danh Chúa Giêsu quyền nè. Hồn anh chị em được mạnh mẽ trong danh Chúa Giêsu quyền nè. Thân thể anh chị em được chữa lành trong danh Chúa Giêsu Christ quyền nè. Giờ này đón nhận, đón nhận, đón nhận, đón nhận, đón nhận, đón nhận. Tiếp tục đem bạn chị em, tiếp tục nè. Đừng ai làm thinh giờ này. Đừng một ai làm thinh giờ này. Hãy cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu quyền nè. Hãy tiếp tục cầu nguyện một cách mạnh mẽ trong danh Chúa Giêsu quyền nè. Con cảm ơn Ngài lạy Chúa. Ôi Cha ơi, Ngài như dòng suối mát cho con cái của Ngài. Ô Ngài như dòng suối mát trên con cái của Ngài. Con cầu nguyện cho nước hằng sống của Ngài tuôn đổ trên linh hồn của bạn trên con giờ này. Tất cả bạn trên con hãy đón nhận dòng suối mát của Đức Thánh Linh giờ này. Hãy đón nhận trong danh Chúa Giêsu quyền nè. Con cảm ơn Ngài lạy Chúa. Đón nhận, đón nhận, đón nhận, đón nhận, đón nhận dòng suối tươi mát. Những ai mỏi mệt trở nên mạnh mẽ giờ này. Những ai buồn rầu trở nên vui mừng giờ này. Những ai bất an lo lắng trở nên bình an lạ lùng giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền nè. Những ai đau yếu trong thân thể được chữa lành giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền nè. Những ai đang cảm thấy đen tối trên đời sống tâm linh của mình trở nên sự sáng giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền nè. Tôi công bố sự sáng của Chúa Giêsu chiếu lên anh chị em giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền nè. Chiếu lên anh chị em giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền nè. Tôi phủ huyết của Chúa Giêsu trên ông bà anh chị. Tôi phủ huyết của Chúa Giêsu trên toàn bộ những người nam người nữ có mặt ở đây giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền nè. Tôi nói huyết của Chúa Giêsu phủ lên anh chị em giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền nè. Cảm ơn Ngài lạy Chúa. Ngợi khen Ngài lạy Chúa. Ngợi khen Ngài, ngợi khen Ngài. Sự sáng của Chúa bao trùm ông chị em giờ này. Sự sáng của Chúa bao trùm trên anh chị em giờ này. Sự sáng của Chúa bao trùm trên linh hồn anh chị em giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền nè. Cảm ơn Ngài lạy Chúa. Ngập tràn, ngập tràn, ngập tràn. Tâm linh anh chị em được ngập tràn. Tâm linh anh chị em được ngập tràn. Tâm linh anh chị em được ngập tràn Thánh Linh của Đức Chúa Trời giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền nè. Ô cảm ơn Ngài lạy Chúa. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Tất cả những anh chị em nào đọc Kinh Thánh cảm thấy rất khó hiểu đó, cảm thấy khó hiểu đó, hãy cầu nguyện theo tôi nha. Tôi cảm nhận ở đây có một số người đọc Kinh Thánh mà cảm thấy không có hiểu gì cả. Mặc dù lời lẽ nó cũng không có khó, nhưng mà tự nhiên đọc rồi nó cứ trôi đi mà nó không có hiểu Chúa muốn nói cái gì cả. Tôi đang cảm nhận có một số bạn chị em đang gặp tình trạng đó ở đây. Tức là quanh năm suốt tháng mình không có lãnh hội được cái gì từ Kinh Thánh hết. Những người đó hãy cầu nguyện cùng tôi giờ này nha. Hãy cầu nguyện theo tôi giờ này. Ô kính lạy Đức Chúa Trời, con đến với Ngài với lòng khiêm nhường. Con công bố trước mặt Ngài rằng hôm nay con muốn loại bỏ toàn bộ sự vấp phạm trong lòng con. Con quyết định loại bỏ nó. Tất cả những buồn giận cay đắng tức mình không tha thứ, con loại bỏ nó. Con không cho phép nó sống trong lòng con. Tất cả mọi sự rủa xả, mọi lời nguyền rủa, mọi quyền lực tối tăm, mọi điều cám dỗ, mọi điều ô uế, mọi điều ô nhơ trong thánh lòng, con xin ăn năn và xin huyết Chúa rửa con sạch giờ này. Con xin huyết Chúa rửa con sạch giờ này. Con xin huyết Chúa rửa con sạch giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền nè. Ô Chúa Thánh Linh, con trao tấm lòng con cho Ngài.
Con trao tâm trí con cho Ngài. Con trao phần hồn con cho Ngài. Xin Chúa Thánh Linh đón nhận. Con nhân danh Chúa Giêsu, cầu xin Cha hãy ban Thánh Linh dư dật trên tâm trí của con. Con mời Thánh Linh làm giáo sư của linh hồn con. Và kể từ giây phút này, Cha ơi, ngay khi con đọc Kinh Thánh, hãy sức dầu hiểu biết trên con, sức dầu thánh hiểu biết của Ngài trên con, sức dầu thánh tri thức của Ngài trên con, để con có thể biết và nghe được những gì Ngài dạy dỗ con qua lời của Ngài. Con nương cậy Ngài, Chúa. Con nương cậy Ngài. Con cảm ơn Chúa. Và con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Tôi tuyên bố những anh chị em đó được tự do ngay khi cầu nguyện lời cầu nguyện vừa rồi. Anh chị em bắt đầu đọc và sẽ hiểu Kinh Thánh. Tấm lòng của anh chị em sẽ bắt đầu được mở ra để hiểu Kinh Thánh. Trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Tấm lòng của anh chị em sẽ bắt đầu hiểu Kinh Thánh kể từ ngày hôm nay. Bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Con cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa, amen. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Rồi, ông anh chị em, chúng ta thật là vui mừng khi chúng ta được kết nối với nhau trong bài học buổi tối ngày hôm nay. Tôi nhắc lại, bây giờ là thì giờ chúng ta học bài học thứ tư mang tên là Lời tri thức để chữa lành. Chúng ta sẽ bắt đầu nghiên cứu về đề tài này. Cảm ơn Chúa thật nhiều bởi buổi tối ngày hôm nay chúng ta có cơ hội để được học hỏi cùng nhau. Và tôi tin rằng lời của Chúa đóng một vai trò vô cùng quan trọng để giúp chúng ta bước đi con đường nhận biết Chúa một cách lành mạnh, một cách đúng đắn và một cách được tăng trưởng cả thuộc linh lẫn thuộc thể, được phước hạnh trong mọi lĩnh vực của đời sống mình. Con cảm ơn Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa thật nhiều về điều này. Và một lần nữa, trước khi bắt đầu vào bài học, tôi nhờ anh chị em hãy chia sẻ live stream này trên trang cá nhân của mình và trên tất cả các nhóm nhánh nào mà anh chị em đã tham gia. Như thường là đó, tôi vẫn nhắc lại tại sao chúng ta chia sẻ. Bởi vì sau bài học, chúng ta có một thời giờ cầu nguyện cho những người bệnh, những người bị ma quỷ ức hiếp, những người gặp những nan đề này, những nan đề kia. Phải không ạ? Và biết đâu được, họ sẽ nghe được cái live stream này qua sự chia sẻ của anh chị em và họ được chữa lành. Họ được giải phóng, họ được khích lệ, mà họ được nâng đỡ, họ được nhận biết Chúa. Đây là cách gián tiếp anh chị em cùng tôi để phục vụ Đức Chúa Trời một cách âm thầm, lan tỏa phúc âm chân truyền của Ngài để cho mọi người được sống. Điều đó rất quan trọng anh chị em. Tôi nhận được những email làm chứng rất là khích lệ qua những cái buổi live stream như thế này mà Đức Chúa Trời lại giải cứu chữa lành con cái của Ngài ở khắp mọi nơi. Vì Đức Chúa Trời chúng ta không bị giới hạn bởi không gian thời gian, họ chỉ nghe cầu nguyện theo thôi là ma quỷ đã phải xuất đi, ma quỷ đã phải lộ diện và bệnh tật họ được chữa lành, đời sống họ được vui tươi bình an, được vui thỏa. Đây là cái chỗ mà hết sức là màu nhiệm nha anh chị em. Cảm ơn Chúa vì cái sự chia sẻ của anh chị em. Cảm ơn Chúa thật là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào bài học đây. Cảm ơn Chúa. Sau bài học chúng ta sẽ có thời giờ cầu nguyện cho những nhu cầu. Tôi tin rằng Chúa vẫn cứ hành động. Ok anh chị em. Đó thì bài học của chúng ta sẽ được bắt đầu với một cái đoạn kinh thánh rất là đặc biệt ở trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12. Ở đây sứ đồ Phao-lô đã chia sẻ cho các tín hữu ở thành Cô-rinh-tô biết về những linh ân, tức là những ân tứ của Đức Thánh Linh. Những ân tứ của Đức Thánh Linh. Tôi muốn nhắc lại là tại sao mà sứ đồ Phao-lô lại chia sẻ cái điều này. Tại sao ông lại chia sẻ điều này? Thì cái câu thứ nhất của cái đoạn này nó giải thích điều đó. Anh em thấy ha. Ông nói là hỡi anh em, tôi không muốn anh em chẳng biết về các sự ban cho thiên liêng. Anh em biết khi mình còn là người ngoại đạo, bị khuyên dỗ hướng về các thần tượng câm, tùy ý người ta dẫn dụ mình. Bởi đó tôi tỏ cùng anh em, chẳng ai cảm Thánh Linh Đức Chúa Trời mà nói rằng Đức Chúa Giêsu đáng nguyền rủa. Nếu không cảm bởi Đức Thánh Linh, cũng chẳng ai xưng Đức Giêsu là Chúa. Từ những câu này đó, từ những câu này chúng ta mới thấy được là cái lý do mà sứ đồ Phao-lô mà diễn giải về những linh ân cho các tín hữu thành Cô-rinh-tô. Vì ông không muốn họ nhầm lẫn giữa các ân tứ Thánh Linh
và những cái ơn của những cái người thờ lạy tà thần. Anh em hiểu ý không ạ? Đây là cái chỗ hết sức đặc biệt. Tại sao ngày hôm nay một số người cứ lo ngại rồi cảm thấy rất là không yên tâm khi mà tiếp xúc với những điều siêu nhiên ở trong Chúa? Bởi vì họ nghe nói, họ nhìn thấy những thầy bùa, thầy pháp, thầy bói, họ cũng làm những cái việc như vậy. Họ cũng bói toán được nè, họ cũng linh đồng được nè, thậm chí một số những cái tà đạo, những cái tà thần nó còn nói tiếng lạ được nè. Cho nên khi mà con cái của Chúa và một số người nhìn vào những cái hiện tượng đó và họ nói như vậy thì sao đây, làm sao đây, như thế nào đấy, và họ chụp mũ và họ nói rằng ô, những cái điều ở trong đạo Chúa mà giống vậy chắc có lẽ đây cũng là tà linh đó. Là nhưng không phải, anh chị em, mình phải hiểu ngược lại mới đúng. Mình phải hiểu rằng chính tà linh, tà thần, thầy bói, thầy bùa, thầy pháp linh đồng, nó bắt chước những việc làm của Đức Thánh Linh. Anh em hiểu không ạ? Nó bắt chước những ân tứ Thánh Linh. Ví dụ như bên mình có ơn tiên tri, ơn lời tri thức, ơn lời nói khôn ngoan, thì tà linh nó cũng bắt chước, nó linh đồng, nó bói khoa. Nó bói, nó nói cái này, cái nọ, cái kia, nó ba sàm ba láp như thế. Nó bắt chước, nó làm những cái việc như vậy. Và bây giờ vì sự thiếu hiểu biết thì đôi khi con cái của Chúa thì nghĩ ngược lại, ô, nghĩ rằng là Đức Thánh Linh đi bắt chước, hay là con cái Chúa đi bắt chước tà linh, đi bắt chước thầy pháp, thầy bùa. Không phải đâu. Satan là tạo vật của Đức Chúa Trời và nó luôn bắt chước những việc làm của Chúa. Nhưng ở đây sứ đồ Phaolô nói rằng ông không muốn cho những tín hữu thành Corinto cũng như chúng ta không biết về các ân tứ thiên liền và các linh ân. Chúng ta phải biết, phải biết. Nếu mình không biết, không rõ, không học thì mình rất dễ bị lừa dối, rất dễ bị cực đoan, rất dễ bị có những định kiến, và cuối cùng đôi khi ra anh chị em mình phạm tội phỉ báng Đức Thánh Linh mà mình không biết. Đúng không? Cho nên ở đây sứ đồ Phaolô nói là tôi không muốn anh em chẳng biết về các sự ban cho thiên liền. Chúng ta cần biết, và buổi tối hôm nay chúng ta cần phải học biết rất rõ một trong chín ân tứ của Đức Thánh Linh rất đặc biệt, đó là ân tứ lời nói có tri thức, lời nói có tri thức, một trong chín ân tứ của Đức Thánh Linh. Ân tứ Thánh Linh thì rất là quyền năng, rất đặc biệt, rất hấp dẫn, rất thú vị. Nhưng mà một trong những ân tứ đó rất thú vị, đó là ân tứ lời nói có tri thức. Và ân tứ lời nói tri thức thì được ứng dụng rất là rộng. Nhưng trong phạm vi bài học buổi hôm nay, chúng ta sẽ nói về ân tứ lời nói có tri thức ứng dụng trong việc cầu nguyện chữa lành cho người bệnh ra làm sao. Tôi xin khởi sự đọc cho anh chị nghe cái đoạn kinh thánh này rất là quen thuộc, phải không ạ? Và có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh. Có các chức vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có các việc làm khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời là đấng làm mọi việc trong mọi người. Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người cho ai nấy đều sự ích chung. Và người này nhờ Đức Thánh Linh được lời nói khôn ngoan, kẻ kia nhờ một Đức Thánh Linh ấy cũng được lời nói có tri thức. Bởi một Đức Thánh Linh cho người này được đức tin, cũng bởi một Đức Thánh Linh ấy cho kẻ kia được ơn chữa tật bệnh. Người thì được làm các phép lạ, kẻ thì được nói tiên tri, người thì được ơn phân biệt các thần, kẻ thì được nói nhiều thứ tiếng khác nhau, người thì được thông giải các thứ tiếng ấy. Mọi điều đó là công việc của đồng một Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người. Anh em thấy không ạ? Đây là cái ân tứ. Và trong chín ân tứ này có một ân tứ được gọi là ân tứ lời nói có tri thức. Đó. Chúng ta thấy lời nói có tri thức này được thực hiện ở đâu? Nó là gì? Nó là gì? Chúng ta cần tìm hiểu buổi tối hôm nay. Và nó được ứng dụng trong sự cầu nguyện chữa lành cho người bệnh như thế nào? Anh chị em hãy chú ý lắng nghe nha, nó rất là quan trọng. Khi anh chị em hiểu được rồi, anh chị em có thể phát triển nó, anh chị em có thể cầu xin nó, anh chị em có thể ứng dụng nó cho cái việc chúng ta cầu nguyện cho chính bản thân mình, cho người khác, cho người thân trong gia đình, trong hội thánh của mình, trong nhóm tế bào của mình, rất là cực kỳ hữu dụng. Ok anh chị em. Vậy thì ơn lời nói có tri thức thì trước hết chúng ta, như tên gọi của nó thì nó là gì ạ? Lời nói. Nó là một lời nói ra, nó là một cái phát ngôn. Nhưng mà phát ngôn này nó mang lấy tri thức của Đức Chúa Trời. Tri thức của Đức Chúa Trời tức là sự hiểu biết của Đức Chúa Trời lòng ở trong đó được truyền đạt cho con người để nói ra cái lời này, làm cho cái người nghe được gây dựng đức tin,
người nghe được ích lợi, người nghe được khích lệ, người nghe dẫn đến sự ăn năn, người nghe dẫn đến cái sự gần gũi Đức Chúa Trời, người nghe dẫn đến sự tỉnh thức, người nghe dẫn đến cái sự gọi là hiểu biết một cái lĩnh vực nào đó mà người đó đang muốn hiểu biết. Chị biết không? Tôi nhắc lại nha, ân tứ lời nói tới tri thức là gì? Đây là một lời nói ra từ miệng của một người được cảm thúc bởi Chúa. Trong cái lời đó có chứa đựng tri thức, tri thức một sự hiểu biết nào đó, giúp cho người nghe có thể gia tăng đức tin, giúp cho người nghe có thể được khích lệ, giúp cho người nghe có thể ăn năn, giúp cho người nghe có thể nhận được ân điển của Chúa qua cái lời nói này. Đó, đây là lời nói có tri thức. Vậy thì lời nói có tri thức nó được phân biệt với lời nói khôn ngoan ở chỗ nào? Lời nói có tri thức nó phân biệt với lời nói khôn ngoan và lời nói tiên tri ở chỗ nào? Chúng ta phải biết phân biệt. Đó. Lời nói khôn ngoan đó là luôn luôn là lời nói đưa ra một giải pháp để giải quyết một vấn đề. Chị hiểu em? Ví dụ như vấn đề kinh doanh, vấn đề nợ nần, vấn đề xung đột giữa hai người, vấn đề học tập, bây giờ đang bế tắc, mình không biết giải quyết nào, không biết làm gì, phải không ạ? Thì người có lời nói khôn ngoan sẽ đưa ra giải pháp. Anh cần làm thế này, anh cần thế này, thì chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề. Ví dụ trong Kinh Thánh, anh em nhớ câu chuyện sứ đồ Phaolô đi trên biển, đúng không ạ? Cùng với thuyền ở trong chương 27, 28 đó, những cái chương gần cuối đó, thì sứ đồ Phaolô mới nói rằng là để mà giải quyết được vấn đề này thì chúng ta cần phải luyện toàn bộ những cái những cái thủy thủ cần phải ăn đi, đúng không? Để cứu được sống. Cứu sống thì các thủy thủ đừng có nhịn ăn nữa, bây giờ phải ăn đi, đừng có nhịn ăn để cho nó có sức. Rồi quăng tất cả đồ đạc xuống biển cho nhẹ cái thuyền. Và gì nữa? Đừng để cho các lái thuyền này, những cái thủy thủ này trốn khỏi thuyền thì mới có thể được cứu sống. Đây là lời nói khôn ngoan. Đây là lời nói khôn ngoan để sứ đồ Phaolô giải quyết một vấn đề trước mắt, giải quyết một cái rắc rối trong cuộc sống. Đây là lời nói khôn ngoan. Còn lời nói có tri thức là gì? Lời nói có tri thức là chúng ta nói về cái thực trạng của một vấn đề đang có được ẩn chứa đằng sau, hoặc là một cái sự việc đã xảy ra trong quá khứ được giấu trong màn bí mật, nhưng bây giờ được Đức Chúa Trời khai mở cho biết để giải quyết một cái vấn đề, một cái mắc xích nào đó trong cuộc sống của con người. Ví dụ, một người đang bị bệnh, đang bị đau đớn, đang bị khó thở, đang bị đau tim, đến cầu nguyện mãi nó không khỏi, cầu nguyện mới cũng không xong, thì tự nhiên một lúc Đức Chúa Trời cho một cái lời nói có tri thức, nói rằng: anh ơi, tôi biết rồi, Chúa vừa tỏ cho tôi biết bệnh của anh cầu nguyện không khỏi là vì anh đang cay đắng vợ của anh. Mặc dù anh không nói cho ai biết điều này, anh giữ âm thầm trong lòng, nhưng mà Chúa tỏ cho tôi biết rằng nếu anh ăn năn, anh từ bỏ sự cay đắng này thì bệnh anh sẽ được chữa khỏi. Và anh này lập tức nói: ô đúng rồi, tôi xin ăn năn điều này. Và ngay khi ăn năn thì lập tức cơn đau tim của anh hoặc cơn khó thở của anh biến mất. Anh chị em hiểu không ạ? Lời nói cái tri thức là lời nói gì ạ? Vén màn bí mật ẩn chứa trong lòng người, trong cuộc sống con người, trong sự việc nào đó được vén màn ra mà chỉ có Đức Chúa Trời mới biết thôi. Còn con người bình thường, theo suy luận của logic bình thường, của đầu óc bình thường, không thể nào biết được. Đây là lời nói có tri thức. Lời nói có tri thức giúp cho cái người cầu nguyện, giúp cho cái người giúp đỡ người khác có thể biết được nhiều manh mối đứng đằng sau cái nan đề của con người. Con người ta đến nói với mình: ô, gia đình tôi xung đột, xin Chúa giúp tôi, anh cầu nguyện giùm tôi, gia đình tôi cãi vã miết thôi, vân vân. Nhưng mà bình thường thì mình sẽ chỉ cầu nguyện: Chúa ơi, xin Chúa ban phước cho người này, ban phước cho người này, giúp người này đừng xung đột. Nhưng nếu mình có lời nói cái tri thức thì Chúa sẽ tỏ cho chúng ta biết tại sao gia đình này thường xuyên xung đột. Chúa có thể nói: Chúa vừa tỏ cho tôi biết anh có một người thứ ba đang đi theo đuổi anh,
Không à, anh đang giấu vợ của anh để lén lút quan hệ với một người nữ khác, mặc dù không ai biết, nhưng cái tà linh ngoại tình này nó bước vào gia đình anh, nó khiến cho gia đình anh lúc nào cũng cãi vã, có đúng vậy không? Anh kia xác nhận đúng rồi, tôi có cái điều đó, không ai biết mà bây giờ Chúa biết. Đó, anh cho em hiểu không ạ? Đây chính là lời nói có tri thức. Đấy. Cho nên, lời nói có tri thức, nó rất là có giá trị trong cái sự mình cầu nguyện cho một vấn đề nào đó. Chúa khai mở, Chúa bày tỏ, Chúa vạch trần, Chúa bày ra những điều ẩn giấu đằng sau, thường là nguyên nhân, thường là gốc rễ của một vấn đề hiện tại đang thấy đằng trước mắt. Đó. Tôi lấy ví dụ về những cái ơn lời nói tri thức ở trong Kinh Thánh để cho anh chị em nắm một chút phần nào về những cái gì được Kinh Thánh nói ở trong cái khía cạnh là lời nói cái tri thức. Ví dụ ơn lời nói tri thức được thể hiện qua Chúa Giêsu của chúng ta. Cái câu chuyện mà rõ ràng nhất mà anh chị em nhìn thấy đó, đây là câu chuyện mà Chúa Giêsu gặp gỡ thiếu phụ Samari bên giếng nước. Thiếu phụ Samari này lần đầu tiên gặp Chúa Giêsu. Chúa Giêsu cũng lần đầu tiên đi qua cái xứ gọi là Sychar đó. Và giữa trưa thì Ngài thấy một thiếu phụ đi múc nước. Chúa Giêsu đi đến để xin nước uống. Và anh chị em biết rồi, trong cái câu chuyện nói qua nói lại đó ở trong Giăng chương 4. Chúa Giêsu nói bà rằng: bà ơi, bà cho tôi uống nước với. Thì người thiếu phụ này rất là ngạc nhiên, bảo sao Chúa là người Do Thái, bình thường người Do Thái thì không nói chuyện với người Samari, mà sao hôm nay ông lại nói chuyện với tôi, ông lại còn xin nước uống của tôi nữa, ông lạ nha. Thế thì Chúa mới nhờ cái chỗ khúc mắc này mới nói là bà không biết cái người mà đang xin nước uống của bà là ai đâu. Nếu bà biết thì bà đã xin nước của người rồi. Nước của người cho sẽ trở thành một mạch nước trong lòng văng ra cho đến sự sống đời đời. Ai uống nước này sẽ còn khác, nhưng uống nước tôi cho sẽ không còn khác nữa. Ô thiếu phụ Samari cảm thấy rất là thích thú, không ạ? Và ngay lập tức muốn xin Chúa Giêsu nước đã để uống. Đúng không? Bình thường tôi tin rằng Chúa Giêsu sẵn lòng cho bà, giống như bao nhiêu người khác đến xin Chúa. Chúa không nề hà, Chúa không bao giờ chặt giả, Chúa không bao giờ mà gây khó dễ để cho ai một cái gì đó tốt cả. Nhưng rõ ràng ở chỗ này đó, Chúa Giêsu biết và biết rõ người thiếu phụ Samari này chưa có thể sẵn lòng, sẵn sàng, chưa đủ điều kiện để đón nhận nước hằng sống cứu rỗi của Ngài. Và làm sao để giải quyết đây? Rõ ràng thiếu phụ Samari này gặp lần đầu, đúng không ạ? Chúa không có biết bà, không có thông tin gì về bà. Nhưng ngay lúc đó có một lời tri thức đến cho Chúa Giêsu, để Chúa Giêsu có thể giúp bà giải quyết được vấn đề, khai mở vấn đề, khiến cho bà có thể tỉnh ngộ, khiến cho bà có thể ăn năn tội lỗi của mình, khiến cho bà có thể thay đổi lối sống của mình, hầu cho bà có thể sẵn sàng đủ điều kiện để đón nhận nước sống của Chúa Giêsu. Anh chị biết lời tri thức đó là gì không? Rõ ràng anh chị em đọc trong Giăng chương 4 sẽ thấy đó. Chúa nói nè, Chúa nói: hãy về kêu chồng của cô ra đây. Đây, cái này là Chúa hỏi nha. Chúa yêu cầu bà về kêu chồng của bà ra đây. Tại sao Chúa nói điều đó? Bởi vì Chúa biết, Chúa biết quá khứ của bà, Chúa biết cái nút thắt trong đời sống của bà, Chúa biết cái sự khổ tâm, cái tội lỗi ẩn chứa trong đời sống của bà. Nhưng nếu Chúa nói thẳng ra đó, hay là không giải quyết được điều đó, thì chắc chắn rồi bà không có thể nào mà có thể nhận lãnh sự sống đời đời, vì tội lỗi nó vẫn còn nằm trên nền ở trong đó. Tội tà dâm, cái tội ngoại tình này, nếu không ăn năn thì làm sao mà có thể nhận được sự sống từ Chúa được. Cho nên Chúa nói một lời tri thức cho bà, rằng là sao ạ? Bà nói là tôi không có chồng. Bà chối ngay, phải không ạ? Bà rõ ràng bà muốn che giấu, bà muốn che giấu Chúa Giêsu rằng bà không có chồng. Nhưng ngay lúc đó có một lời tri thức đến cho Chúa Giêsu. Chúa nói: bà nói đúng lắm, bà đã có 5 người đàn ông rồi, nhưng mà người, và thậm chí cái người đang ở với bà bây giờ cũng phải chồng bà nói đúng. Và ngay khi Chúa Giêsu nói cái đó ra thì lòng bà tan vỡ. Bà hiểu được vấn đề, bà hiểu được tại sao cuộc sống của bà cô đơn đến nỗi tận bây giờ, tại sao cuộc sống của bà phải lầm lũi giữa trưa đi múc nước bây giờ, tại sao cuộc sống của bà phải cứ che giấu mọi người cho đến tận bây giờ, tại sao cuộc sống tình cảm của bà gặp quá nhiều rắc rối tủi hơn đến tận bây giờ, tại sao bà không tiếp cận được với cái nguồn sống của Chúa. Và ngay lúc đó
Ngay lúc đó tôi tin rằng tấm lòng bà tan vỡ. Bà hạ xuống và bà xin Chúa giúp bà. Đúng không ạ? Chúa đã cho bà nước sống. Bà chạy về và bà hoàn toàn trở thành một con người khác. Đó là lời tri thức. Rõ ràng không ạ? Tự dưng Chúa biết. Tự dưng Chúa biết đời tư của bà ấy. Tự dưng Chúa biết cái vấn đề nằm đằng sau cái câu chuyện cuộc đời của bà ấy. Chúa biết được nguyên nhân mà bà ấy phải lầm lũi đi múc nước giữa trưa để trốn tránh mọi người, phải không ạ? Đây là một cái điều rất là lạ lùng. Đó. Và nhiều câu chuyện khác mà lời tri thức Chúa Giêsu được thể hiện, anh chị em thấy ví dụ như anh chị em biết cái môn đệ, những môn đệ đầu tiên trong sách Giăng nữa, phải không ạ? Là có một người tên là Nathanael. Trong Nathanael này đó, ông có một cái định kiến. Ông có một cái định kiến, ông nói rằng là khi mà người anh em của ông đến gọi xin lỗi anh chị em, người anh em của ông á đến gọi là ông đến để gặp Chúa Giêsu, gặp Đấng Mêsia, phải không ạ? Thì ông Nathan này ông mới nói là ô, có cái gì tốt ra từ Nazareth sao? Làm sao xứ Nazareth lại có tiên tri được? Làm sao xứ Nazareth lại có Đấng Mêsia được? Không có chuyện đó, không thể có Đấng được sức giàu được. Ông có cái định kiến đó. Và anh em biết á, cái định kiến đó có thể sẽ giết chết cả một đời người, khiến cho người đó không bao giờ nhận lãnh được ân điển. Và Chúa Giêsu thì Ngài biết rõ. Cho nên khi Nathanael đến thì Chúa Giêsu nói sao ạ? Đây là một người Israel thật. Trong lòng người không có chút chi dối trá. Tại sao Chúa Giêsu biết nè? Lần đầu tiên Chúa gặp Nathanael, nhưng Chúa biết rõ cuộc sống của ông. Chúa biết rõ quá khứ của ông. Chúa biết rõ lối sống của ông. Chúa biết rõ suy nghĩ và đạo đức của ông. Đây là lời nói có tri thức. Và lời nói đã được nói ra khiến cho Nathanael mới hỏi ngược lại, phải không ạ? Làm sao thầy biết tôi? Thầy có gặp tôi đâu mà thầy biết? Và lại một lời tri thức được nói ra nữa. Anh em đọc rất là thú vị, phải không ạ? Chúa nói sao ạ? Trước khi ngươi gặp ta ở đây, ta đã thấy ngươi đứng ở dưới cây vả rồi. Ta thấy ngươi trước rồi, ngươi đứng ở đó rồi. Mặc dù cái lời nói này đó, mình cũng phải hiểu theo cái nghĩa đen là Chúa Giêsu ở một chỗ. Chúa Giêsu là con người bằng xương bằng thịt, đúng không ạ? Ở một cái nơi rất là xa, Chúa không thể nào mà có thể nhìn bằng mắt thường để thấy Nathanael đứng dưới cây vả được, không đâu. Nhưng mà đây là lời nói tri thức. Lời nói này là một tri thức siêu nhiên đem đến cho Chúa Giêsu biết được rằng trước khi ông Nathanael đến gặp Chúa Giêsu thì ông đã đứng dưới cây vả. Và khi Chúa Giêsu nói ra điều này thì Nathanael tâm phục khẩu phục, công nhận có một quyền năng Thiên Chúa ở trên Đấng Mêsia, ở trên cái người gọi là Giêsu Nazareth này đang đối diện với mình. Và Nathanael lập tức xóa bỏ mọi định kiến, tâm phục khẩu phục và đi theo Chúa Giêsu làm môn đệ của Ngài. Anh chị em thấy không ạ? Đây là một cái ơn lời nói có tri thức rất là tuyệt vời. Và lời nói tri thức này cũng thể hiện rất là nhiều ở các sứ đồ của Chúa nữa anh chị em, không phải chỉ Chúa Giêsu đâu. Anh chị em mà đọc những câu chuyện của Chúa Giêsu sẽ thấy tràn lan những lời nói có tri thức nhiều lắm, rất là thú vị. Bây giờ thì tôi sẽ kể một vài cái chi tiết lời nói có tri thức được thể hiện qua các sứ đồ. Câu chuyện thú vị nhất mà anh chị em mình đều biết được chép ở trong sách Công vụ các sứ đồ, không ạ? Công vụ các sứ đồ. Cái hội thánh thời lúc bấy giờ đó thì phấn hưng, rất là phấn hưng. Anh em đọc những cái chương đầu tiên đó sẽ thấy rất là phấn hưng. Và người ta đã góp toàn bộ những cái tài sản của mình làm của chung, để ăn chung, phân phát chung, tất cả mọi thứ đều chung. Và người ta bán ruộng đất của mình, đem tiền dâng cho các sứ đồ, để các sứ đồ lấy tiền đó phân phối cho các tín hữu theo cái nhu cầu của họ, không ạ? Thì trong đó có vợ chồng Anania và Sophia, họ cũng bán đất của họ, họ bán đất họ đã dâng. Không hiểu sao họ cũng làm điều đó, chắc họ thấy người ta dâng thì họ cũng dâng, chứ không dâng là cũng kỳ, không ạ? Thì họ bán đất. Nhưng mà có một điểm đặc biệt là hai vợ chồng của Anania và Sophia này đó, không có dâng tất cả, nhưng mà bàn với nhau rằng là mình giấu lại một phần, mình dâng một phần thôi. Nhưng mà mình đến mình nói với sứ đồ là đây tôi bán hết rồi. Ví dụ anh em tưởng tượng bán đất được 10 tỷ,
thì giấu 8 tỷ đi, dân 2 thôi, bảo là bảo với sứ đồ là bán được 2 tỷ thôi, đó bắt được 2 tỷ thôi, còn giấu lại 8 tỷ. Dĩ nhiên cái chuyện này á không ai biết cả, không? Chỉ có vợ chồng họ biết thôi, các sứ đồ không biết, các môn đồ không biết, các chấp sự không biết. Và một buổi nọ thì ông Sophia đó, ông đem cái phần tiền mà ông bán đất ra, ông đến ông nói, và anh chị em đọc sẽ thấy sứ đồ Phaolô nói như sao. Cảm động bởi Đức Thánh Linh và nói hỏi Sophia là có phải đây là tất cả tiền bán đất hay không, đúng không? Sứ đồ Phaolô ra hỏi câu đó, thì dĩ nhiên cái ông Sophia này ông nói rồi, chắc ông sứ đồ ông chỉ hỏi bằng quê chứ làm sao ông biết mình nói dối được, làm sao ông biết được, ông ở trong gầm giường nhà mình đó mà ông biết. Cho nên ông kêu lập tức là sao ạ? Đúng rồi sứ đồ, đúng rồi ông Phaolô, đây là tất cả tiền bán đất đấy. Nhưng ông Phaolô đầy dẫy Thánh Linh và nói ngay, Ananias, sao ngươi dám lừa dối Đức Thánh Linh? Sao ngươi lại để cho Satan đầy dẫy lòng ngươi? Ngươi không phải lừa Thánh Linh, lừa con người đâu, mà ngươi lừa Đức Chúa Trời. Và khi Ananias nghe câu đó, anh chị em biết gì không? Ngã xuống chết luôn. Và người ta sợ quá chừng, người ta vô, người ta khiêng thay ông đi chôn. Rồi 3 giờ sau bà vợ vô, ông sứ đồ Phi-rơ, bà vợ cũng chưa biết cái gì, cái thông tin gì cả. Ông Phi-rơ ông hỏi luôn, ông hỏi luôn bà vợ, có phải tiền bán đất chừng này không? Bà vợ bảo đúng rồi, tiền bán đất chừng đó. Thì ông Phi-rơ ông nói thêm, tại sao vợ chồng ngươi đồng ý với nhau lừa dối Thánh Linh của Đức Chúa Trời? Nghe câu đó ngã xuống chết luôn. Hai vợ chồng chết chung một ngày. Và hội thánh chấn động vì điều này. Sự thánh khiết vẫn được giữ nguyên trong hội thánh. Linh lừa dối không thể bước vào được hội thánh. Tất cả ai nấy được kính sợ Đức Chúa Trời hết. Và sự phấn hưng tiếp tục lan tỏa chứ không được dừng lại. Anh em biết không? Cho nên ở đây đó, câu hỏi đặt ra là ông Phi-rơ ông biết cái chuyện này nhờ đâu? Câu trả lời là nhờ ơn lời nói có tri thức. Anh em hiểu không ạ? Lời nói có tri thức, nó biết được cái vấn đề bí mật đằng sau của một cái sự kiện đang diễn ra. Bình thường có người không có lời nói tri thức, tôi nghĩ rằng á, nó bán 10 tỷ mà nó dân 2 tỷ là mừng khấm rồi, tuyệt vời rồi. Ồ, vỗ tay cho Anania, vỗ tay cho Sophia, tuyệt vời, đem tiền này bỏ vào hòm dân hiến, đúng không ạ? Vì chuyện bình thường mà. Nhưng mà ở đây đó, Đức Chúa Trời qua sứ đồ Phi-rơ, Ngài không muốn sự dối trá, linh dối trá bước vào hội thánh. Cho nên Thánh Linh đã tỏ cho Phi-rơ một lời nói có tri thức, để biết được cái động cơ, biết được cái mưu hèn kế bẩn, biết được cái mưu trước xảo quyệt của Satan đang hành động qua tấm lòng không được trong sạch của Ananias và Sophia. Cho nên Chúa đã cho phép Phi-rơ chặn đứng điều này, chặn đứng điều này. Và cảm ơn Chúa, nhờ ơn lời nói tri thức đó mà hội thánh tiếp tục duy trì được sự phấn hưng, hội thánh tiếp tục được sống trong sự thánh khiết, hội thánh tiếp tục được đi trong đường kính sợ Chúa và danh của Chúa được vinh hiển. Anh em thấy không ạ? Cảm ơn Chúa thật là nhiều về điều đó ha. Đó là lời nói có tri thức đó, ông và anh chị. Lời nói có tri thức đó. Một cái điểm nữa trong lời nói tri thức để cho anh chị em thấy lời nói có tri thức là trong cái sự gọi là chữa lành, trong sự chữa lành cụ thể là làm sống lại người chết. Câu chuyện đặc biệt này được chép trong Dân chương 11. Khi ông Lazaro bệnh, đau bệnh và chết, thì Chúa Giêsu nói sao ạ? Mọi người mời, Ma-thê mời, Ma-ri mời, người thân đến mời. Chúa Giêsu đến để cho Lazaro khỏi chết. Nhưng Chúa Giêsu nói sao ạ? Bệnh này không đến nỗi chết đâu. Bệnh này không đến nỗi chết. Đó. Rồi Chúa Giêsu nói rằng là Lazaro đang ngủ, ta đánh đi đánh thức người dậy. Như vậy thì sao ạ? Rõ ràng Lazaro đã chết 4 ngày rồi. Nhưng Chúa Giêsu biết rõ ràng, biết chắc rằng Lazaro sẽ sống lại. Đây cũng là lời nói có tri thức.
biết được vấn đề, biết được điều gì sắp xảy ra. Đây cũng là lời nói của tri thức. Anh em thấy không ạ? Là vấn đề chữa lành. À, đó là cái chỗ mà chúng ta nhìn thấy ở trong Chúa Giêsu. Sứ đồ Phi-rơ cũng có thêm một ơn lời nói có tri thức được tỏ ra qua sự hiện thấy, được chép trong Công vụ chương 10. Anh chăm đọc sẽ thấy. Đây là lần đầu tiên ông đi giảng đạo cho người ngoại đạo. Ông không có biết gì về việc này. Chưa bao giờ trong tâm trí ông tưởng tượng rằng một ngày nào đó ông giảng phúc âm cho người không phải người Do Thái. Cái này hoàn toàn mới. Đây là một chuyện lạ. Đây là một chuyện mà ông không thể ngờ. Nhưng làm sao ông có thể làm được điều này? Ông không thể tự nghĩ ra, ông không thể tự quyết định. Thì trong một lần cầu nguyện trên mái nhà, Chúa Thánh Linh đã tỏ cho ông một sự hiện thấy. Anh chị em đọc trong Công vụ chương 10 phải không ạ? Rất rõ ràng. Ông thấy có một bức màn từ trên trời xa xuống, bốn góc được nhấc lên, và trong đó có nhiều ếch nhai, những côn trùng, những thú, bốn cẳng các loại, và có tiếng phán là người hãy làm thịt mà ăn đi. Ông nói ông không ăn những điều ô uế, những con vật ô uế bao giờ. Thì tiếng phán nó nói rằng là những gì mà Đức Chúa Trời làm cho sạch thì đừng cho là ô uế. Và sau khi phán ba lần như vậy rồi thì cái sự hiện thấy đó được cất đi. Ông ngồi ông suy ngẫm về điều này. Thì Đức Thánh Linh tỏ cho ông biết những người đến mời ông đi giảng cho người ngồi đó chính là Đức Thánh Linh sai đến. Tôi nghĩ đến chỗ này thì Phi-rơ đã hiểu vấn đề. Phi-rơ nhận được một lời tri thức từ Chúa, khải thị và sự hiện thấy rằng ông sẽ đi giảng đạo cho người ngoại đạo. Đây là ân tứ lời nói của tri thức. Được bày tỏ qua sự hiện thấy. Một tri thức được truyền cho Phi-rơ qua sự hiện thấy để cho ông có thể thi hành ý muốn của Chúa, làm thành ý muốn của Chúa một cách chắc chắn, có sự hiểu biết, có sự dẫn dắt. Amen. Cảm ơn Ngài thật là nhiều. Cảm ơn Ngài thật là nhiều. Trở lại với vấn đề, Chúa Thánh Linh ban cho tất cả chúng ta những người khao khát ân tứ, những ân tứ của Ngài, những linh ân của Ngài. Và một trong những linh ân đó rất là quan trọng, đó là ân tứ lời nói của tri thức. Như vậy thì buổi tối hôm nay tôi sẽ nói cho anh chị em nghe, thường thì lời nói của tri thức được thể hiện như thế nào, chúng ta đón nhận như thế nào, chúng ta vận dụng nó ra làm sao trong những trường hợp cụ thể cho hội thánh thời đại ngày nay. Khi anh chị em đứng trước một vấn đề hay đứng trước một con người để anh chị em cầu nguyện cho người đó, hoặc cầu nguyện cho người thân, cầu nguyện cho chính mình, cầu nguyện cho cái điều gì đó mà anh chị em muốn biết, thì lời nói tri thức sẽ đến với chúng ta như thế nào, chúng ta phân biệt nó ra làm sao, chúng ta vận dụng nó như thế nào. Anh em hãy ghi nhận những điều sau đây nha. Thứ nhất, anh chị em có thể cảm thấy lời nói có tri thức. Ý là gì đây? Ý là sao đây? Cảm thấy là sao? Anh chị em biết rồi đó. Con người mình có năm giác quan đúng không ạ? Chúng ta có biết đâu, chúng ta ngửi thấy mùi, chúng ta nếm được, đúng không? Những cái giác quan đó, những cái giác quan này Chúa có thể sử dụng để truyền đạt tri thức của Ngài cho chúng ta. Tôi nhắc lại nha, Chúa có thể truyền đạt tri thức của Ngài cho chúng ta biết qua những giác quan vật lý của chúng ta. Đây là cách đầu tiên. Tôi gọi là chúng ta có thể cảm thấy chúng. Tôi lấy ví dụ cho anh em dễ hiểu. Có những lần tôi cầu nguyện cho những người ở đằng trước mặt tôi đó, rất là bình thường thôi. Nhưng mà rồi đột nhiên á, tôi ngửi thấy mùi nhang. Nhang á, nhang người ta đốt. Người ta đốt. Mà rõ ràng trong căn phòng lúc đó không ai đốt nhang hết. Không có ai thắp một cây nhang nào hết. Phòng bình thường, mở điều hòa bình thường. Nhưng mà ngay lúc cầu nguyện đó thì mùi nhang nồng nặc. Và tôi hiểu ngay vấn đề Chúa muốn nói. Tôi lập tức hỏi người kia: "Chị ơi, anh ơi, trước khi anh đến với Chúa, anh thờ cúng thần tượng dữ lắm phải không? Anh lập điện phải không? Anh quỳ lạy mỗi ngày phải không? Anh cầu hỏi nó nhiều lắm phải không?" Và người đó lập tức đồng ý liền: "Đúng rồi thưa mục sư, tôi là người mà sùng bái lắm. Tôi đi cúng hết đình này, chùa này, miếu kia. Tôi thắp nhang, thắp đèn cả ngày." Và khi người đó công nhận như vậy, tôi lập tức đuổi con quỷ đó đi. Con quỷ của sự th-
thờ cúng, con quỷ của sự lừa dối, con quỷ của sự thần tượng giả mạo, tôi bẻ gãy quyền lực đó đi, lập tức người đó được giải phóng và được chữa lành. Đây là cái chỗ rất là diệu kỳ nha. Một lần nữa tôi cầu nguyện cho một cái anh kia, ô rất là đẹp trai, rất là sáng sủa, và nói rằng là mục sư ơi, cầu nguyện cho em cảm thấy đời sống tâm linh nó không có được mạnh mẽ, nó yếu đuối lắm, bế tắc lắm. Và anh đến trước mặt tôi, và ngay khi tôi vừa giơ tay lên cầu nguyện cho anh thì biết sao, tôi ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc luôn, một mùi thuốc lá mà anh chân tưởng tượng là nó khét luôn ở trong phòng, khét luôn. Và tôi nói, có phải em con cái Chúa nhưng em vẫn còn hút thuốc rất nhiều, phải em nghiện nặng lắm đúng không, điều này trói buộc em đúng không? Cái người đó đồng ý luôn, gật đầu đồng ý, đúng thưa mục sư, em vẫn còn nghiện thuốc, nghiện nặng luôn, xin Chúa giải phóng em. Mặc dù em đã không nói điều này, và ngay khi cầu nguyện điều đó một cái, em đã ngã xuống đất và được giải phóng hoàn toàn. Tà linh nghiện ngập, nghiện ngập là một loại tà linh, nó trói buộc và nó làm cho tâm trí con người không thể tập trung vào Chúa được, chỉ tập trung vào cái điều mình nghiện thôi. Và nó làm cho tâm trí con người bị phân tán, phân tâm, nó dẫn dụ con người. Người nghiện thuốc lào, thuốc lá, nghiện rượu bia, nghiện gọi là ma túy, là không bao giờ có thể tập trung vào Chúa được. Chúng ta phải giải thoát khỏi tà linh nghiện ngập này. Nghiện ngập là một trong những loại tà linh thuộc vào nhóm nhục dục đó thưa anh chị em. Và khi chúng ta giải quyết cái tà linh nhục dục này thì cái mùi của nó sẽ được thể hiện. Mùi của nó được thể hiện, mùi ma túy được thể hiện, mùi rượu bia được thể hiện, mùi thuốc lá được thể hiện, cái mùi của cái sự nghiện ngập nó được thể hiện. Rất là kinh khủng, rất là kinh khủng. Một lần nữa tôi cũng cầu nguyện cho một người, mặc dù là người anh em này là theo như tôi biết là hoàn toàn không còn nghiện ngập gì cả, nhưng mà ngay khi giải cứu cho người anh em này đó, anh em biết không, tôi nghe cả căn phòng mùi rượu bia nồng nặc. Anh em biết mùi rượu bia rồi gì? Mùi rượu bia của những người mà uống nhiều đó, ôi sao nó nồng, nó uế, nó kinh khủng ra. Và tôi biết, tôi nói em đã từng bị trói buộc bởi ma men phải không, bởi bia rượu phải không, em đã từng đúng không? Ngày hôm nay em cố gắng em bỏ nó, nhưng mà tà linh đó vẫn đeo đuổi em, chứ nó chưa tha đâu. Và người đã đồng ý, và sau khi cầu nguyện giải phóng thì hoàn toàn nhẹ nhàng luôn. Đây là lời nói có tri thức, được thể hiện qua các giác quan vật lý của mình. Vật lý của mình, đây là cái chỗ mình có thể ngửi thấy, cảm thấy trên thân thể. Và thường một số những cái chứng bệnh nó có thể được thể hiện trên cơ thể của mình. Ví dụ như anh chị em có thể cầu nguyện cho một người nào đó, đang cầu nguyện chữa lành cho người đó, tự nhiên anh chị em thấy cái đầu anh chị em đau, mà trước đây không bao giờ anh chị em đau đầu bao giờ, thì anh chị em phải nhanh nhạy và hỏi ngay: anh ơi, chị ơi, có phải anh chị đang bị đau đầu không? Đau đầu thường xuyên phải không? Và người đã gật đầu ngay: đúng, tôi bị đau nửa đầu. Cái này nó hành hạ tôi rất nhiều năm rồi. Và anh chị em có thể giúp người ta. Đôi khi có những căn bệnh người ta xấu hổ, người ta không có bày tỏ, hoặc người ta không nhớ để bày tỏ, người ta chỉ tập trung vào vấn đề chính. Nhưng Đức Chúa Trời có thể thể hiện cái tri thức đó trên chính cơ thể của mình, hoặc là qua những cái giác quan, xúc giác, khứu giác, nếm của mình, vân vân và vân vân, để chúng ta nhận biết vấn đề. Đây là cái chỗ rất là đặc biệt, rất là đặc biệt ha, chúng ta cần phải thấy. Tôi nhắc lại, lời tri thức có thể đến từ Đức Chúa Trời, có thể đến cho chúng ta qua cái sự cảm giác, cảm thấy, các giác quan vật lý của mình. Thứ hai, lời tri thức có thể đến cho chúng ta qua tâm trí, qua cái ý nghĩ của mình. Anh em để ý ha, qua cái ý nghĩ, tức là một cái ý tưởng chợt nảy ra mà mình không bao giờ nghĩ đến trước đó, không bao giờ nghĩ đến trước đó, tự nhiên nó đến. Đây là cái chỗ rất là đặc biệt mà chúng ta cần phải lưu ý. Ví dụ khi mình cầu nguyện cho một người nào đó, tự nhiên có một ý tưởng nó đến rằng là người đó đang cay đắng. Và nó bất chợt nó đến cho mình, không bao giờ suy đoán, cũng không bao giờ biết cái người đó trước đây như thế nào, chưa bao giờ nghe ai kể về người này cho mình cả. Thì nên biết ngay, đây là lời nói có tri thức mà Đức Chúa Trời muốn cho anh chị em biết, để nói ra, để giúp đỡ người đó. Anh chị em có thể nói ngay: tôi cảm thấy rằng
Tôi có một cái tư tưởng đến Chúa nhắc rằng anh chị đang có một sự cay đắng trong lòng. Và người đó bắt đầu khai ra, nói ra, công nhận ra. Đây là cái ý nghĩ. Ý nghĩ này không phải bằng cố gắng nghĩ ra, mà chúng chỉ đến thôi. Nó đến, nó lặp đi, lặp lại, lặp đi, lặp lại cho đến khi anh chị em đồng ý với nó. Đây là cái tư tưởng rất là, ý tưởng rất là lạ luôn. Tôi gọi đây là ý nghĩ, ý tưởng chợt đến, lóe lên trong đầu của mình. Anh chị em hiểu không? Lóe lên trong đầu của mình về một cái vấn đề mà mình đang cầu nguyện. Anh chị em chú ý ha. Đôi khi tôi đang cầu nguyện cho anh chị em ở trên màn hình này, qua các buổi Zoom hoặc là buổi thứ tư như thế này, anh chị em thấy không? Đôi khi á, tôi hay cầu nguyện từ chỗ này tôi nhảy sang chỗ kia, đúng không? Tôi đang cầu nguyện. Ngay bây giờ tôi sẽ cầu nguyện cho những người đang cay đắng, đang tổn thương. Tự nhiên tôi chuyển ra đó là anh em phải biết rồi, trong đầu tôi đang có một cái ý nghĩ. Đức Chúa Trời đang tỏ cho tôi một cái ý nghĩ rằng có những con người đang tổn thương, đang cay đắng ở đây cần được cầu nguyện. Giống như hồi nãy đầu giờ, đúng không? Đầu giờ cái buổi live stream ngày hôm nay. Tự nhiên tôi đang cầu nguyện, tôi có một cái tư tưởng nữa đấy. Ở đây có những người đọc Kinh Thánh mà không hiểu. Mặc dù xuyên đọc Kinh Thánh lắm nhưng mà hiểu không hiểu gì cả. Cần cầu nguyện cho họ. Đây chính là lời nói có tri thức được chuyển tải qua ý nghĩ chợt đến. Và khi tôi nói cái đó thì có người ở trên đây bình luận: ô, đúng em rồi, em là người đọc Kinh Thánh không hiểu. Nó có như vậy. Và Đức Chúa Trời luôn luôn muốn làm những điều đó vì có ích lợi cho những anh chị em ở trong thân thể của Ngài. Ở trong thân thể của Ngài đó anh chị em ha. Đây là những cái điều mà chúng ta cần phải hết sức lưu ý. Cái khó ở chỗ này đó là những anh chị em nào mà chưa quen đó thì luôn luôn nghĩ rằng: ô, chắc đây là cái ý tưởng của mình chứ đâu phải là lời nói tri thức gì. Và cái điều này nó dập tắt Thánh Linh của Đức Chúa Trời rất là nhiều. Vì anh em sợ nhát không dám nói ra. Nhất là những anh em còn non kinh nghiệm, không ạ? Cứ nghĩ rằng cái này là mình nghĩ chứ đâu phải Chúa. Đâu phải Chúa đâu. Đó. Ví dụ anh em đang cầu nguyện cho một cái đám đông như thế này, tự nhiên có một cái ý tưởng đến. Ở đây có người đang nợ ngân hàng rất là nhiều và họ chuẩn bị tự tử. Ví dụ vậy ha. Mà anh chị em đang ở trong một cái hội thánh mà toàn là những người đàng hoàng tử tế, ăn mặc lịch sự không à, anh em có dám nghĩ cái điều đó là đến từ Chúa không? Đôi khi là rất là nhát, phải không ạ? Người ta toàn ăn mặc căm lê cà ra vát đến dự như thế này trong cái buổi rất là đặc biệt như thế này, mà tự nhiên mình lại nói là có một Chúa tỏ cho tôi biết có một người đang nợ nần chồng chất ở đây và đang có ý định là tự sát ra thì sao? Có phải rất là khó, phải không ạ? Đó là cái chỗ cản trở chúng ta. Đó là cái chỗ khiến cho chúng ta đôi khi không dám vận hành ân tứ của Chúa và bỏ qua những cái điều mà Chúa muốn truyền đạt cho con cái của Ngài, cho thân thể của Ngài. Cho nên ở ngay cái chỗ này đó, tôi có một lời khuyên dành cho anh chị em là những người muốn tập luyện vận hành trong ân tứ lời nói cái tri thức được chuyển tải qua ý nghĩ. Anh em có thể thay đổi cái cách mình chuyển tải, cách mình truyền đạt. Thay vì anh em nói rằng Đức Chúa Trời vừa tỏ cho tôi biết, thì anh em nói như thế này: thưa hội chúng, tôi có một ý nghĩ chợt đến và tôi nghĩ rằng, tôi cho rằng nó đến từ Đức Chúa Trời. Tôi muốn chia sẻ điều đó cho anh chị em. Nếu điều này có ích lợi và đúng cho trường hợp của anh chị em thì hãy nhận lấy. Còn nếu nó không đúng thì thôi, coi cũng như có thể bỏ qua. Đó, chúng ta hãy nói một cách nó nhẹ nhàng như vậy, nó dễ chấp nhận hơn đối với hội chúng. Chứ chúng ta đừng có dùng cái từ là Chúa phán, phải không ạ? Đôi khi những cái từ này rất là nặng ký và nó khiến cho chúng ta cảm thấy bị xấu hổ nếu nó trật. Đôi khi nó cũng trật, không ạ? Đôi khi nó cũng trật đấy. Bởi vậy cho nên trong Tân Ước, nguyên tắc của Tân Ước là gì ạ? Phải suy xét. Những lời nói tri thức cũng phải suy xét. Là lý do đó. Cho nên chúng ta phải tập dần dần và mình phải rèn luyện để chúng ta càng nghe càng nhạy bén với Đức Thánh Linh. Anh chị em mình càng nhạy bén, càng rèn luyện thì lời nói cái tri thức mình chuyển đạt càng chính xác và càng bổ ích. Tất cả ai cũng phải rèn tập hết á. Tất cả ai cũng phải tập nói tiên tri hết á. Tập nói để cho chúng ta quen dần đi. Anh chị em hiểu không ạ? Đây là cái chỗ mà hết sức quan trọng. Rồi, cách thứ ba mà lời nói tri thức có thể chuyển tải đến cho chúng ta, đó là chúng ta có thể nhìn thấy chúng trong sự hiện thấy hoặc là giấc mơ. Trong sự hiện thấy hoặc là giấc mơ. Sự hiện thấy thì chúng ta cũng đã học qua rồi, nó có rất nhiều loại hiện thấy, phải không ạ? Sự hiện thấy bằng một hình ảnh trong tâm trí, sự hiện thấy bằng một cái thị kiến mở như mình xem trên màn hình tivi,
Một sự hiện thấy có thể là một sự hiện thấy trong lúc mình mất trí đi, có thể thấy, nhưng mà mình vẫn đang giữa ban ngày, mình vẫn đang tỉnh táo, nhưng mà mình cái tâm trí mình đã ngắt đi và mình thấy sự hiện thấy. Hoặc là qua giấc mơ. Tôi nghĩ rằng anh chị em mình ai cũng đã từng mơ, phải không ạ? Là giấc mơ. Thì điều này được Đức Chúa Trời chuyển tải rất là thường xuyên, rất là nhiều. Nhất là những anh em có cái ơn này. Những anh em nào có cái ơn có thể thấy sự hiện thấy, thấy giấc mơ, thì lời nói cái tri thức được chuyển tải rất là nhiều lần và nhiều cách qua cái điều này, qua cái giấc mơ sự hiện thấy này. Nhưng cái điểm đặc biệt ở đây đó là anh chị em cần phải học cách để hiểu được ý nghĩa của sự hiện thấy và giấc mơ. Đó, chứ không phải mình nói ra đâu. Ví dụ như anh em có thể đứng giữa hội chúng, anh em đứng lên nói: ô, tôi thấy một sự hiện thấy, tôi thấy một bông hoa. Rồi xong, chấm hết. Thì không ai được gây dựng cái gì cả. Anh em phải cầu Chúa tiếp: bông hoa đó nó có ý nghĩa gì Chúa ơi? Bông hoa này dành cho người nào Chúa ơi? Bông hoa này nói về trường hợp nào đây Chúa ơi? Thì nó mới có gây dựng được. Anh chị em hiểu không ạ? Thường thì ngày hôm nay đó, rất là nhiều người thấy sự hiện thấy, thấy những giấc mơ, nhưng mà toàn không có lời giải đáp. Cái điều này cực kỳ ít tác dụng nha anh chị em. Chúng ta cần phải xin Chúa cho con lời giải, cho con lời giải mới được. Nếu một sự hiện thấy mà không có lời giải thì đó chưa phải là lời nói có tri thức được chuyển tải. Đó, chưa phải. Chúng ta phải có lời giải. Lời giải cho sự hiện thấy. Giống như Phi-rơ vậy đó. Ông mơ thấy có một cái bức màn nhiều thú vật ở trong đó. Rồi có tiếng phán bảo làm thịt mà ăn. Ông cũng ngồi ông không hiểu đó là cái gì. Nhưng mà rồi ông suy ngẫm để tìm hiểu lời giải. Thì Đức Chúa Trời đến cho ông lời giải. Đó là đem lại sự ích lợi. Còn có một số những cái sự hiện thấy nó tỏ tường thì cái điều đó dễ dàng để thấy hơn. Ví dụ như trong những lúc cầu nguyện cho anh chị em, phải không ạ? Tôi hay nói: ôi, tôi thấy có một người đang đặt tay lên chân của mình và đang nhảy lò cò. Tôi nhìn thấy hình ảnh đó và tôi công bố rằng người đó đã được Chúa Thánh Linh thăm viếng và chữa lành. Thì hôm sau có người làm chứng: ô, người mà mục sư thấy đó là con. Lúc đó con đang đau cái chân, con đang nhảy lò cò như thế này, khi một sự nói là con hết liền. Cũng có một số người qua sự hiện thấy, tôi thấy là có người đau tay, có người đang giơ cánh tay của mình lên, đang cầu nguyện, tôi thấy hình ảnh có người đang giơ cánh tay của mình lên như thế này, và tôi nói đó, tôi đang thấy có một người đang đau cánh tay và giơ lên, và Chúa đang chữa lành cho người đó, và người đó được chữa lành. Đây là lời nói có tri thức, anh em hiểu ấy, qua sự hiện thấy, qua giấc mơ, qua thị kiến. Và khi nói ra thì cái người kia làm sao ạ? Gia tăng đức tin. Tại sao lời nói cái tri thức có thể đem lại sự chữa lành? Vấn đề là bản thân lời nói tri thức nó không có cái năng quyền để chữa lành, nhưng lời nói cái tri thức nó có cái năng quyền để gia tăng đức tin vào trong cái người nhận lời tri thức đó. Anh chị em hiểu ý tôi nói không ạ? Và chính đức tin đem lại phép lạ cho họ. Ví dụ anh chị em là người đang đau tay, rất là đau tay, đau tay lắm. Anh em đang cầu nguyện hết sức như thế này, và tôi được Chúa tỏ cho thấy một người đang đau tay cố gắng cầu nguyện, và người đó đang được Đức Chúa Trời thăm viếng chữa lành. Tôi đã nhìn thấy điều đó. Khi anh em vừa nghe lời đó một cái, tôi đảm bảo đức tin anh em nhân lên gấp 10 lần. Vì anh em biết rằng Đức Chúa Trời đang chú ý đến anh em, Đức Chúa Trời đang nhìn thấy năng đề của anh em, Đức Chúa Trời đang nói rằng Ngài đang thăm viếng anh em, và đức tin anh em được tăng lên, và anh em cảm thấy rằng là mình được chữa lành thức thầy. Và ngay khi đó anh em nhận được sự chữa lành từ Chúa. Đây là cái chỗ mà anh em hết sức chú ý. Ví dụ nha. Ví dụ như người mù Ba-ti-mê. Anh em nhớ câu chuyện đó phải không ạ? Người mù Ba-ti-mê. Khi ông nghe Chúa Giê-xu đi qua, ông kêu lên: ôi Giê-xu con David ơi, thương xót tôi. Ông la lên như thế. Tại sao ông la? Ông muốn ông được chữa lành. Ông là mù ăn mày, bây giờ ông muốn cuộc đời ông được thay đổi, mắt ông phải được sáng. Cho nên ông la lên, ông nói: Chúa Giê-xu ơi, thương xót tôi, con vua David ơi, thương xót tôi. Ông la lên như vậy phải không ạ? Và anh em nghe nè, cái chỗ này, chi tiết này cực kỳ quan trọng nè. Chúa Giê-xu bèn dừng lại. Và Chúa Giê-xu nói, và không phải nói với ông, mà nói với các môn đệ của Chúa: kêu anh ta lại đây. Phải đúng không? Kêu anh ta lại đây. Và các môn đệ mới bắt đầu đi ra. Mới ban đầu thì cản ông ấy, nhưng mà rồi khi Chúa ra lệnh rồi, các môn đệ đi ra. Nói sao? Anh yên lòng đi,
Chúa gọi anh. Đúng không? Các môn đệ nói với anh người mù này là anh yên lòng đi, Chúa gọi anh rồi. Thì ngay lúc đó đó, cái từ mà anh yên lòng đi, Chúa gọi anh rồi, đây là một lời nói có tri thức. Một lời nói tri thức này được truyền đạt từ miệng của Chúa. Các môn đồ truyền đạt lại cho ông người mù này. Ông người mù này nhận lấy lời nói có tri thức, lập tức như sao? Đức tin ông gia tăng. Ông còn kêu la nữa không? Ông không kêu la nữa. Nhưng ông làm gì? Ông cởi áo tròn của ông vứt xuống đất. Anh em thấy để câu chuyện đó không? Ông cởi áo tròn vứt xuống đất. Ông cởi áo tròn ông vứt xuống đất là một hành động quyết liệt. Quyết liệt là gì? Là từ nay tôi không còn ăn mày nữa. Từ nay chắc chắn mắt tôi sáng, tôi sẽ đi làm, tôi sẽ kiếm tiền được. Tôi không phải ăn mày nữa. Ông vứt cái áo ăn mày của ông xuống. Ông có đức tin chữa lành. Ông có đức tin chữa lành ngay khi ông nghe được lời có tri thức từ miệng của Chúa Giêsu rằng, được truyền đạt qua các môn đệ rằng, yên lòng đi, thầy kêu anh. Đây là cái chỗ hết sức quan trọng. Cho nên khi một người bệnh mà nghe được một lời nói cái tri thức thì sao ạ? Đức tin họ gia tăng. Chính cái đức tin họ gia tăng đó khiến cho bệnh họ được lành tức thầy. Sự chữa lành được thông qua đức tin. Lời nói cái tri thức làm cho đức tin của người đó trỗi dậy. Lời nói cái tri thức khiến cho người đó biết rằng Đức Chúa Trời đang chú ý đến mình. Đức Chúa Trời đang để ý đến mình. Đức Chúa Trời đang quan tâm đến vấn đề của mình. Và chính cái điều này đó làm cho lòng tin của cái người cần Chúa đó được nhân lên rất nhiều lần và phép lạ lập tức xảy ra. Cho mình hiểu không ạ? Đây là cái thứ ba. Cái thứ tư là lời nói cái tri thức đôi khi truyền đạt cho chúng ta qua cách đọc thấy luôn anh chị. Đọc thấy. À, cái đây là cái gì đây? Đọc thấy. À, là khi bạn cầu nguyện cho một người, bạn có thể nhìn thấy một số những cái từ ghi cái năng đời chính của cái người đó ở trên đầu người đó, trên ngực của người đó. Đọc thấy. Ví dụ anh chị em có thể cầu nguyện cho một người và thấy trên đầu người đó xuất hiện một cái tấm bảng là gì? Hận thù, hoặc là cay đắng, hoặc là nợ nần, hoặc là gì? Giới hạn. À, bạn anh chị em có thể đang cầu nguyện cho cái người đó, Chúa ơi, giúp người này hết đau chân, giúp người này hết đau gan, giúp người này hết đau thận. Chúa giúp Chúa ơi. Ngay khi anh em đang hết lòng cầu nguyện, lập tức anh nhìn lên đầu người đó và thấy một cái bảng y như cái bảng số xe ô tô vậy đó, nó ghi hai từ là hận thù. Em thấy luôn, đọc thấy luôn, và anh em nói ra: anh ơi, Chúa cho tôi biết lòng anh đầy cay đắng hận thù, anh phải bỏ điều đó, anh phải tha thứ, cởi mở nó ra khỏi lòng mình thì anh mới được chữa lành. Đây là lời nói có tri thức mà chúng ta có thể đọc được. Tôi đọc một số sách và tôi thấy có một số người có cái ơn đặc biệt đó anh chị. Cái ơn rất đặc biệt là người đó có thể nhìn thấy những cái vấn đề ẩn đằng sau tâm linh của một người trên một cái bảng hiện ra dán trên ngực hoặc trên đầu hoặc trên cơ thể của người đó. Cực kỳ là ấn tượng luôn và giúp đỡ. Được giúp đỡ. Rồi, cuối cùng lời nói các tri thức có thể truyền đạt cho chúng ta một cách trực tiếp qua lời miệng chúng ta nói. Cái này có lạ phải không ạ? Dĩ nhiên là lời nói tri thức là để nói ra rồi mà. Nhưng cái chỗ này nó có cái đặc biệt là đôi khi bạn nói cái điều mà bạn không chuẩn bị trước. Không chuẩn bị gì cả. Đây là lời nói các tri thức. Nó được đặt sẵn trong miệng và nó phát ra. Nó phát ra mà không phải suy nghĩ. Thường là mình nói mình phải suy nghĩ mình mới nói được phải không ạ? Còn cái lời nói tri thức trong trường hợp nói này nó rất là đặc biệt. Anh em không có suy nghĩ mà miệng anh em nói ra cái điều đó. Tôi đã từng một vài lần kinh nghiệm điều này rồi. Tôi kinh nghiệm một vài điều này. Nó thường làm cho những người nghe ngạc nhiên và chính cái người nói cũng rất là ngạc nhiên. Tôi kinh nghiệm sao? Tôi kinh nghiệm như thế này. Những cái lần tôi phục vụ Chúa trong buổi Chủ nhật ấy. Anh chị biết không? Tôi thấy Chúa Thánh Linh cảm động và tôi nói một lời. Tôi nói như thế này: Chúa cho tôi một lời để nói cho anh em giờ này. Nhưng anh em biết đó, tôi chưa biết rằng là lời đó là lời gì. Không có biết. Tôi không có biết lời đó là lời gì cả. Nhưng mà Chúa Thánh Linh nói từ cái miệng tôi là Chúa cho tôi một lời để nói với anh em giờ này. Và tôi không có biết là cái lời gì cả. Nhưng mà ngay khi tôi nói xong cái câu đó một cái thì có một cái câu tiếp theo nói ra: ở đây có những người thế này, ở đây có những người thế này. Anh em hiểu không? Đây là ơn lời nói có tri thức. Nói mà không phải nghĩ trong cái đầu này.
nói bởi thần cảm, nói bởi sự cảm thức, nói bởi sự mách bảo của Chúa Thánh Linh. Lời nó tuôn ra và nó chạm đến người ta. Lời nó tuôn ra và nó vạch những trần, những cái nan đề, những cái vấn đề của người ta ra. Và tôi hoàn toàn không có chuẩn bị trước gì cả. Đây là cái chỗ rất là đặc biệt. Anh chị em cần có sự can đảm để vận hành trong những lúc này. Đôi khi anh chị em mà không có sự can đảm, họ không có tự tin rằng Chúa dùng mình, anh em nói tôi có một lời nói cho hội chúng, cuối cùng biết nói lời gì thì hơi căng, phải không ạ? Cho nên là cái vấn đề này chúng ta cần có đức tin để khai phóng cái điều Chúa muốn. Và khi Chúa Thánh Linh cảm động, anh chị em hãy mạnh dạn khai phóng, Chúa sẽ cho tiếp những lời tiếp theo. Đây là lời nói có tri thức được phóng thích qua cái miệng của mình, đem lại sự ích lợi cho rất là nhiều người, chứ không phải lời nói tri thức lúc này là mình đã chuẩn bị sẵn một kho trong đầu rồi mình nói ra, không phải đâu anh chị em, hoàn toàn không phải. Lời nói tri thức là lời nói, nó nói liên tục ngay lúc đó, Chúa ban cho lúc đó, nói ra lúc đó, và vấn đề được xảy ra. Đây là cái chỗ hết sức là đặc biệt. Cho nên buổi tối hôm nay đó, tôi muốn anh chị em đúc kết lại năm cái cách này để chúng ta vận hành và thực tập nó trong đời sống của mình, để giúp đỡ cầu nguyện cho người bệnh, những người có nan đề, những người có vấn đề trong cuộc sống của mình. Thì chính lời nói có tri thức sao ạ? Bộc lộ nó ra, khai mở nó ra. Lời nói có tri thức như là chìa khóa để mở cái hộp đen. Trong cái hộp đen đó có những vấn đề mà không ai biết. Anh em hiểu ý không ạ? Đây là lời nói tri thức như chìa khóa vậy đó. Một con người họ có vấn đề, vấn đề đó mình nhìn thấy trước mắt này, nhưng mà cái gốc để làm phát sinh vấn đề đó, cái nguyên nhân của vấn đề đó, thì chỉ có lời nói tri thức mới có thể giúp chúng ta biết được và để giúp đỡ người khác. Đây là cách, cho nên rất là quan trọng. Tôi muốn anh chị em có thời giờ hãy nghiên cứu kỹ cuộc đời của Chúa Giêsu, nghiên cứu kỹ cuộc đời của các sứ đồ, để chúng ta gạch đầu dòng tất cả những cái ơn lời nói tri thức mà Chúa và các sứ đồ vận dụng trong cái cuộc sống để giúp đỡ người khác. Anh chị em sẽ thấy cực kỳ là hữu ích luôn. Lời nói tri thức rất là hữu ích, khiến cho những việc làm quyền năng của Đức Chúa Trời được bộc lộ. Amen. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước cho anh chị em thì giờ này. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Và bây giờ đã đến lúc chúng ta sẽ cầu nguyện cho lời của Chúa và cho những vấn đề của anh chị em. Tôi muốn anh chị em cùng cộng tác với tôi ngay thì giờ này để chúng ta cầu nguyện ha. Cha, trong danh Chúa Giêsu, con cầu nguyện cho lời của Chúa mà chúng con vừa nghe. Trong danh Chúa Giêsu, xin Cha ban phước cho những lời này để đem lại ích lợi cho anh chị em con. Con cầu nguyện cho tất cả những ai nghe và tiếp thu bài học buổi tối hôm nay, họ đều có thể được vận hành một cách thông suốt, một cách trau chuốt, một cách thuần thục ơn lời nói các tri thức trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Lạy Chúa hãy gia ơn cho anh chị em con. Lạy Chúa gia ơn cho tất cả những người đang nghe và học bài học buổi tối ngày hôm nay. Lạy Chúa xin Chúa gia ơn cho họ trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, những người nam, người nữ đang lắng nghe bài học buổi tối hôm nay, họ sẽ vận hành một cách mạnh mẽ trong ơn lời nói các tri thức giờ này. Con cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Con cầu nguyện cho anh em con trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen, 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 amen. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cầu nguyện cho những vấn đề bệnh tật, đau yếu, ma quỷ, phải không ạ? Chúng ta sẽ bắt đầu cầu nguyện nha. Anh em sẵn sàng chưa? Anh em hãy sẵn sàng cầu nguyện cùng tôi, công tác cùng tôi nha. Những ai đau bệnh nè, những ai đang có nan đề nè, gia đình, ma quỷ, ác mộng, trong cuộc sống, công ăn chuyện làm bị giới hạn, thất bại, gia đình đổ vỡ, con cái hư hỏng, đời sống thể chất yếu đuối, rồi đời sống tâm linh buồn chán, đọc kinh thánh không hiểu, không thấy có sự tăng trưởng trong đời sống tâm linh, luôn luôn có sự lo lắng bất an. Tất cả những điều đó tôi gọi chung là quyền lực của sự chết, quyền lực của sự tối tăm. Tất cả những cái quyền lực tối tăm này nó luôn luôn rình rập và tấn công con cái của Đức Chúa Trời. Nếu anh chị em mình không tỉnh thức và không hiểu biết lẽ thật, thì anh chị em sẽ nhận ra được nó rất là rõ ràng. Nó làm cho đời sống của mình lúc nào cũng trùng xuống, không ạ? 5-3 bữa vui thì 7-8 bữa buồn rầu, lên xuống đau buồn, thất bại các kiểu. Và Chúa Giêsu Ngài không muốn thấy con cái Ngài sống trong tình trạng đó. Anh chị em hãy nghe tôi nói buổi tối ngày hôm nay, chúng ta chiến thắng tất cả những sự đó bởi thẩm quyền mà Chúa Giêsu đã ban cho mình. Anh em có biết rằng mình có thẩm quyền trong danh của Chúa không? Bất kể ai là con cái của Ngài đó đều được Chúa Giêsu ban cho một thẩm quyền
trên mọi sự chết của thế gian này. Tất cả những quyền lực của Satan gọi chung là rắn rết bò cạp, quyền lực sự chết, quyền lực bệnh tật, quyền lực của đói nghèo, thất bại, đau đớn, đổ vỡ, tất cả những quyền lực đó đều ở dưới quyền của danh Chúa Giêsu. Tôi muốn khích lệ tất cả những anh chị em đang nghe tôi buổi tối ngày hôm nay nè. Anh chị em ơi, hãy trỗi dậy và tin rằng mình có thẩm quyền trong danh Chúa Giêsu. Anh em hãy tin và nói rằng: lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì con có thẩm quyền được sử dụng danh Chúa Giêsu. Con có một quyền hợp pháp để sử dụng danh của Chúa Giêsu. Ngay bây giờ, dưới cái quyền hợp pháp này, mọi vấn đề trong đời sống của con như bệnh tật, đau yếu, ma quỷ, nó phải khuất phục, nó phải thôi lùi. Anh em hãy tin đi nha. Tôi nói với anh chị em rằng mình cầu nguyện là bởi thẩm quyền. Tôi bây giờ sẽ cầu nguyện cho anh chị em bởi thẩm quyền trong danh Giêsu. Anh chị em hãy tin rằng mình có thể đón nhận. Anh chị em hãy tin rằng mình hoàn toàn có thể được chữa lành. Anh em hãy tin rằng mình hoàn toàn có thể được tự do. Anh em hãy tin rằng mình hoàn toàn có thể chiến thắng mọi nan đề, mọi giới hạn, mọi thứ gì mà đang làm cho đời sống của anh chị em không như ý. Với điều kiện anh chị em phải ăn năn tội lỗi của mình. Anh chị em phải gạt bỏ toàn bộ những sự vấp phạm ra khỏi lòng mình. Mọi thứ như là cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, lo âu, phiền muộn, không tha thứ, đoán xét, nói hành, nói xấu. Anh chị em phải nói với Chúa: Chúa ơi, tha thứ cho con, bỏ qua cho con, tha tội cho con, để con nên tự do. Đồng ý không ạ? Trong danh Chúa Giêsu ha. Tôi nói rằng bởi lần roi Chúa Giêsu anh em được lành. Và bởi thẩm quyền trong danh Giêsu, mọi con quỷ nó phải rời khỏi anh chị em. Chắc chắn nó phải rời đi. Hãy nghe đây, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi ra lệnh cho toàn bộ những quyền lực tối tăm, toàn bộ những con quỷ nào đang hành động trên đời sống của ông bà anh chị em, dù trong quá khứ hay trong hiện tại, bất kể tên gọi nó là gì, tôi ra lệnh cho toàn bộ những tà linh này phải rời đi. Nhân danh Chúa Giêsu Christ quyền năng, ta ra lệnh cho toàn bộ những tà linh này phải rời đi. Mọi linh ô uế phải rời đi. Mọi linh tà thuật phải rời đi. Mọi linh đồng cốt phải rời đi. Mọi linh bối khoa phải rời đi. Mọi linh bùa ngải, bùa chú phải rời đi. Toàn bộ sự rủa xả tổ tông, trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng, ta bẻ gãy ngay giờ này. Toàn bộ sự rủa xả tổ tông, ta bẻ gãy ngay giờ này, trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Mọi sự rủa xả qua sự nghèo đói, mọi sự rủa xả qua tội tà dâm của tổ tông, ta bẻ gãy giờ này. Mọi sự rủa xả qua tội thờ thần tượng của tổ tông, ta bẻ gãy ngay giờ này. Mọi sự rủa xả qua sự thờ lạy ma quỷ, bùa chú, pháp thuật, những cái thủ thuật huyền bí của tổ tông, ta bẻ gãy ngay giờ này, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Toàn bộ tà linh này, toàn bộ tà linh là bước vào đời sống của ông bà anh chị em qua sự rủa xả, ta trói buộc mà giờ này, trong danh Chúa Giêsu quyền năng hãy rời đi. Ta trói buộc mà giờ này, trong danh Chúa Giêsu quyền năng hãy rời đi. Toàn bộ tà linh của sự nghèo đói, giới hạn, nợ nần, sụp đổ, thất bại, ta bẻ gãy bây giờ này, trong danh Chúa Giêsu quyền năng hãy rời đi. Hãy rời đi. Tà linh giới hạn hãy rời đi. Tà linh của sự thất bại hãy rời đi. Tà linh của sự tuyệt vọng hãy rời đi. Tà linh của sự buồn rầu hãy rời đi. Tà linh của sự tự lên án mình hãy rời đi. Tà linh của sự tự định tội mình hãy rời đi. Tà linh của sự tự ghét mình hãy rời đi, trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Đi đi trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Đi đi trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Tôi công bố tất cả lĩnh vực nào mà anh chị em đang bị ma quỷ hành hạ, dù bất kể đó là trong lĩnh vực sức khỏe, tài chính, gia đình, về phần hồn, về phần linh, tôi công bố trong danh Giêsu Christ quyền năng, lửa bắt đầu giáng xuống giờ này, lửa Thánh Linh giáng xuống giờ này, lửa của sự xét đoán giáng xuống giờ này. Toàn bộ những con quỷ trong những lĩnh vực đó phải xuất hiện giờ này, phải lộ diện giờ này, phải biểu lộ giờ này, phải bị cột trói giờ này, phải bị phán xử giờ này. Toàn bộ những oán linh, toàn bộ những tà linh, toàn bộ những linh linh đồng, linh cốt, toàn bộ những linh rủa xả, toàn bộ những linh nguyền rủa, toàn bộ những linh tà thuật đó phải bị phán xét giờ này, phán xét giờ này, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, trong danh Chúa Giêsu quyền năng rời đi. Ta trói buộc mà giờ này, ta trói buộc mà giờ này. Hỡi linh bệnh tật và đau yếu, ta trói buộc mà giờ này, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hỡi tà linh bệnh tật và đau yếu, ta trói buộc mà giờ này, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Anh em hãy cộng tác với tôi nha. Khi tôi cầu nguyện như thế,
Anh chị em nào thấy ma quỷ lộ diện, thấy mình buồn nôn, buồn ói, thấy có những sự co giật, thấy có những cái sự biểu lộ của Satan, hãy cầm tác và tống cổ nó ra khỏi đời sống của mình. Đừng chấp nhận nó ở trong. Đừng chấp nhận nó ở trong. Anh em hãy nói Satan, mày phải rơi khỏi ta. Ta lấy thẩm quyền trong danh Giêsu truyền mày. Đi đi Satan. Con quỷ cay đắng hãy đi đi. Con quỷ ruồng bỏ phải đi đi. Con quỷ lo âu phải đi đi. Con quỷ mất ngủ phải đi đi. Con quỷ gây cho bệnh tật phải đi đi. Con quỷ gây cho ung thư phải đi đi. Con quỷ gây cho bệnh lục phủ ngũ tạng phải đi đi. Con quỷ gây cho ta không có sức khỏe phải đi đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Anh em hãy tống cổ nó đi nào. Tống cổ nó đi, tống cổ nó đi, tống cổ nó đi. Cầu nguyện lên trên. Tiếp tục cầu nguyện nào. Tiếp tục cầu nguyện, tiếp tục cầu nguyện. Anh em hãy lớn tiếng cầu nguyện. Anh em hãy lớn tiếng cầu nguyện cộng tác với tôi giờ này. Cộng tác với tôi giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Không cho phép bất cứ một thứ gì thuộc quyền lực của sự tối tăm được có chỗ trong đời sống của bạn chị em. Tối tăm là những thứ đem lại sự chết, đem lại bệnh tật, đem lại đói nghèo, đem lại yếu đuối, đem lại thất bại, đem lại những sự mà anh em không muốn có mặt trên đời sống mình đó. Hãy chống lại nó trong danh Chúa Giêsu. Hãy lệnh cho nó rời đi với thẩm quyền và đức tin xác quyết trong danh Chúa Giêsu anh em. Cầu nguyện nào, cầu nguyện nào, cầu nguyện nào, cầu nguyện nào, cầu nguyện nào. Oh, hallelujah, cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Hãy nghe tôi nói đây. Tôi áp dụng bài học cho anh chị em. Tôi biết Chúa cho tôi một lời tri thức ở đây. Tất cả trong anh em 416 anh chị em đang có mặt trên live stream này, có một số anh chị em nha, có một số anh chị em bị một cái tà linh mà nó gây cho sức khỏe anh em á, gọi là bệnh mạng tính á. Tức là chỗ nào anh chị em cũng bị viêm nhiễm hết. Em nghĩ đi, ai là người đó? Cái chỗ nào anh chị em cũng bị viêm nhiễm anh em? Viêm tai mũi họng nè, anh em viêm bao tử nè, viêm gan nè, viêm xương khớp nè, không ạ? Anh em viêm trong phổi nè, viêm trong thanh quản nè, viêm trong phế quản nè. Nói chung chỗ nào nó viêm được là nó viêm hết. Viêm phụ khoa nè, viêm đủ thứ hết trong người nè. Tôi thấy có một lời tri thức nói rằng có những người bị cái loại tà linh này nó ám, và người đó lúc nào cũng viêm nhiễm, từ đầu năm đến cuối năm không có cái chỗ nào mà nó không viêm nhiễm hết. Tôi công bố trong danh Giêsu, tôi bẻ gãy tà linh này trong danh Giêsu Christ quyền nè. Tà linh gây bệnh mạng tính viêm nhiễm này hãy rơi đi trong danh Chúa Giêsu Christ quyền nè. Rơi ra khỏi thân thể của họ trong danh Chúa Giêsu Christ quyền nè. Tôi bẻ gãy quyền lực của mày trong danh Chúa Giêsu Christ quyền nè. Tôi bẻ gãy quyền lực của mày trong danh Chúa Giêsu Christ quyền nè. Rơi khỏi họ trong danh Chúa Giêsu Christ quyền nè. Rời đi. Tôi trói buộc toàn bộ viêm nhiễm mạng tính này. Tôi trói buộc tà linh gọi là viêm nhiễm mạng tính này. Tôi trói buộc tà linh này và trong thẩm quyền trong danh Giêsu, ta bảo mày rời đi. Ta bảo mày rời đi. Ta bảo mày rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đi ra khỏi thân thể của họ trong danh Giêsu. Đi ra khỏi thân thể của họ trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Tôi nói những người đó tự do. Những người đang bị tà linh ám đó tự do. Tà linh gây viêm nhiễm đó tự do trong danh Chúa Giêsu. Tự do trong tai mũi họng, tự do trong phổi, tự do trong gan, tự do trong mũi, tự do trong máu huyết, tự do trong xương khớp, tự do trong thận, tự do trong tử cung, tự do trong bao tử, tự do trong hành tá tràng của mình, tự do trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hỡi Satan đi ra. Mọi độc tố của mày hãy đi ra. Anh em hãy nghe tôi nói này. Nó gieo những độc tố trong người anh em. Khi tôi truyền lệnh trong danh Giêsu, mọi độc tố hãy rời đi. Lập tức nó rời đi. Mọi độc tố đã từng gieo trong người của anh chị em hãy trao ra trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy đi ra bằng mọi đường trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ra bằng đường mũi, đường miệng, đường hơi thở, đường nước mắt, đường mồ hôi. Đi ra trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Rời đi. Rời Satan rời đi. Rời Satan rời đi. Rời ta trói buộc mày Satan trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ta ra lệnh bởi thẩm quyền trong danh Giêsu. Mày Satan phải lắng nghe. Bắt buộc mày phải lắng nghe. Bắt buộc hôm nay mày phải lắng nghe. Toàn bộ những con quỷ thuộc vào danh sách đó, danh sách gây bệnh viêm nhiễm đó phải rời đi. Ta trói buộc mày. Mày không ở được đâu trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mày hoàn toàn không thể ở được trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Và những thân thể đó hoàn toàn được tự do. Tự do, tự do, tự do, tự do. Con cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Cảm ơn Ngài, lạy Chúa, cảm ơn Ngài. Hallelujah. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài thật nhiều. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Chưa hết đâu anh chị em. Tôi sẽ cầu nguyện cho một loại bệnh ở đây nữa. Tôi gọi đó là sự sợ hãi. Tôi sẽ cầu nguyện cho sự sợ hãi. Không ạ? Những ai đang ở trước màn hình này mà luôn luôn lo sợ, cảm thấy bất an, cảm thấy không được yên tâm khi làm một việc gì đó, ở một mình, đi đâu đó, lúc nào cũng lo sợ một điều gì đó sẽ xảy ra, bất trắc xảy ra cho mình.
Làm ăn thì cứ sợ thất bại, đi thi thì sợ rớt, đúng không ạ? Đó. Rồi làm chuyện gì cũng sợ mình không thành công, đúng không ạ? Ở một mình, thậm chí còn có người sợ ma nữa ở đây nữa, sợ bóng đêm. Tức là cái nỗi sợ nó ám ảnh người đó. Và cộng với cái nỗi sợ này đó, anh chị em còn bị những cái vấn đề về hô hấp nữa. À, tôi cầu nguyện cho những người đó nha. Sợ hãi và những vấn đề về hô hấp. Hô hấp có nghĩa là anh em thường bị hen suyễn, khó thở, tức ngực. À, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, hãy nghe tôi nói đây. Những người đang đang bị những tà linh đó hành hạ, hãy nghe tôi nói đây. Trong danh Giêsu, ta trói buộc mày linh sợ hãi. Ta ra lệnh cho linh sợ hãi hãy rời khỏi những người đã lập tức giờ này đi ra. Ta lấy thẩm quyền trong danh Chúa Giêsu trói buộc tụi bay. Ta lấy thẩm quyền trong danh Giêsu để điều khiển tụi bay. Ta lấy thẩm quyền trong danh Chúa Giêsu để ra lệnh cho linh sợ hãi rời khỏi những người này trong danh Chúa Giêsu quyền năng, đi đây. Đi hoàn toàn. Đi hoàn toàn. Đi hoàn toàn ra khỏi linh hồn cảm xúc của họ giờ này trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Và tôi công bố những căn bệnh hồi hộp, khó thở trên họ biến mất. Hãy được lành. Hãy được lành. Hãy được lành trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Hãy được lành trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Còn cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Ngợi khen Ngài. Ngợi khen Ngài, ngợi khen Ngài, ngợi khen Ngài. Cảm ơn Ngài, lạy Chúa, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Tôi còn đang cầu nguyện cho thêm một trường hợp nữa này. Có những anh chị em ở đây đã từng bị trầm cảm, đã từng bị một cái cú sốc nào đó trong cuộc sống và trở nên trầm cảm, dễ buồn, dễ khóc, dễ bị xúc động. Tôi liệt cái loại này đó là loại linh tâm thần đang tấn công anh chị em. À, trầm cảm là căn bệnh của thời đại, người ta nói như vậy thôi, nhưng mà tôi biết đằng sau của sự trầm cảm là tà linh. Tôi công bố trong danh Chúa Giêsu quyền năng, tôi ra lệnh cho linh trầm cảm hãy đi ra khỏi những con người đang ở trước màn hình này, những người là nạn nhân của mày Satan. Linh trầm cảm hãy rời khỏi hành lập tức giờ này, ta truyền lệnh trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tất cả mọi trói buộc, mọi ám ảnh mà mày làm trên họ giờ này, tôi bẻ gãy trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Tôi bẻ gãy trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Tà linh tự sát hãy ra khỏi họ trong danh Chúa Giêsu. Tự cảm giác muốn tự tử hãy ra khỏi họ trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Tôi bẻ gãy mày giờ này trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Hãy tự do. Tự do, tự do, tự do, tự do, tự do. Những con người trầm cảm, những con người luôn luôn ám ảnh, luôn luôn bị ám ảnh này, hãy được tự do trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy được tự do, được lành bệnh trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Thần kinh của anh chị em được chữa lành. Từng neuron thần kinh của anh chị em được chữa lành. Từng neuron của ông bà anh chị em, thần kinh của ông bà anh chị em được phục hồi và chữa lành giờ này. Tôi công bố sự phục hồi. Phục hồi, phục hồi, phục hồi, phục hồi, phục hồi trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Tạ ơn Chúa trong danh Giêsu quyền năng. Tạ ơn Chúa trong danh Giêsu quyền năng. Tôi tuyên bố, tà linh trầm cảm này phải rời. Tà linh trầm cảm này phải rời. Tà linh trầm cảm này phải rơi. Những suy nghĩ buồn bực, cô đơn, chán nản này phải rơi trong danh Giêsu. Tà linh gây chán nản buồn rầu này phải rơi trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Rơi trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Đi đi. Cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Đi hoàn toàn. Đi hoàn toàn. Đi hoàn toàn. Giải phóng hoàn toàn. Giải phóng hoàn toàn. Giải phóng hoàn toàn. Giải phóng anh chị em hoàn toàn. Còn cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Amen anh chị em. Và tất cả những anh chị em đang có bệnh tật, hãy đặt tay vào chỗ đầu của mình. Tôi cầu nguyện một lời cầu nguyện chung cho tất cả anh chị em nha. Và hãy tin rằng quyền phép của Chúa sẽ khai phóng vào thân thể của anh chị em ngay bây giờ, và anh em được chữa lành. Hãy đặt tay vào chỗ đầu nè. Đặt tay vào chỗ đầu, đặt tay vào chỗ đầu. Lạy Chúa, con cầu nguyện, xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời đến đây dậy trên thân thể của ông bà anh chị em con. Còn cầu nguyện Ngài khai phóng quyền năng chữa lành bởi quyền phép phục sinh của Chúa Giêsu vào chỗ đau của họ giờ này. Ngài đau gan, đau thận, đau trong phổi, đau trong dạ dày, đau trong đầu, đau trong máu, trong xương, đau trong tử cung, đau trong bàng quang, tiết niệu, lá lách. Lạy Chúa, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, Thánh Linh ơi, hãy đổ đầy vào chỗ đó. Quyền phép của Ngài hãy khai phóng quyền năng chữa lành vào chỗ đó giờ này trong danh Chúa Giêsu. Tôi cầu xin Cha trên trời cao sức dầu Thánh Linh vào chỗ đầu của anh chị em.
tôi đặt thần chữa lành vào chỗ đau của ông bà anh chị em. Và tôi nói hãy lành đi. Anh chị em hãy lành đi. Anh chị em hãy lành bệnh đi. Hãy lành bệnh đi trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Những ai đau trong gan hãy lành đi. Những ai đau trong bao tử hãy lành đi. Những ai đau trong phổi hãy lành đi. Những ai đau trong tim hãy lành đi. Những ai đau trong xương khớp hãy lành. Hãy lành, hãy lành trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Ô, lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì sự chữa lành diệu kỳ, vì sự giải phóng diệu kỳ của Ngài. Hallelujah. Tôi tuyên bố sự tự do. Tự do. Tự do. Anh chị em hoàn toàn được tự do trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Thân thể anh em được tự do, linh hồn anh em được tự do, cảm xúc anh em được tự do, lý trí anh em được tự do, ý chí anh em được tự do, linh anh em được tự do trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Anh em hãy thay đổi cách nói của mình. Anh em hãy công bố rằng mình được tự do, mình được chữa lành, mình được phục hồi. Chạm anh em con Chúa ơi. Chạm anh em con giờ này. Chạm mỗi người giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đổ đầy. Đổ đầy. Mỗi một người hãy đổ đầy Thánh Linh. Tụi anh em hãy nhắm mắt lại, đưa tay ra đằng trước mặt mình. Nhắm mắt mình lại, đưa tay ra đằng trước mặt mình. Nhắm mắt mình lại, đưa tay ra đằng trước mặt mình. Và hãy đón nhận nào. Thánh Linh ơi, đổ đầy họ giờ này. Đổ đầy Thánh Linh giờ này. Cha ơi, con cầu nguyện. Tuôn đổ giờ này. Tuôn đổ giờ này. Chạm anh em con Chúa. Chạm anh chị em con Chúa. Đổ đầy. Đổ đầy. Đổ đầy. Đổ đầy. Đổ đầy. Đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy. Thân của Chúa đến trên anh chị em giờ này. Hãy đón nhận trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Thân của Chúa đổ đầy anh chị em giờ này. Đón nhận trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Cảm ơn Ngài. Anh chị em biết không? Hãy được đầy Thánh Linh đi. Khi anh chị em đầy Thánh Linh, mọi bệnh tật nó đi. Khi anh em đầy Thánh Linh, ma quỷ nó phải đi. Khi anh em đầy Thánh Linh, sự chết, sự tối tăm nó phải đi. Vì Ngài là sự sáng, Ngài là sự sống của Đức Chúa Trời. Tôi nói anh chị em hãy đầy dậy Thánh Linh giờ này. Đầy Thánh Linh giờ này. Đầy Thánh Linh giờ này. Đầy trang Thánh Linh giờ này. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Đổ đầy. Đổ đầy. Tiếp tục đầy nè. Trang đầy. Trang đầy. Những ai nói tiếng mới hãy nói tiếng mới. Ô, những ai đang được Thánh Linh thăm viếng hãy tiếp tục trong sự thăm viếng. Những ai đang ca hát vui mừng và cười trong Ngài hãy tiếp tục ca hát vui mừng và cười trong Ngài. Những ai khóc hãy khóc cho Ngài. Những ai đang nhảy múa hãy nhảy múa cho Ngài. Tôi nói Thánh Linh đang tuôn tràn, tuôn tràn, tuôn tràn trên phòng của anh chị em, ngay chỗ anh chị em đang ngồi giờ này. Ngài đang tuôn đổ giờ này, tuôn đổ giờ này. Khi Đức Thánh Linh giáng trên anh chị em, anh chị em nhận lấy quyền năng để sống đắc thắng cho Chúa Giêsu. Khi Thánh Linh giáng trên anh chị em, không một bệnh tật nào còn ở trên thân thể anh chị em được. Không một con quỷ nào nó có thể còn tồn tại trên đời sống anh chị em được. Khi Thánh Linh đầy dẫy anh chị em sẽ được bứt phá trong mọi lĩnh vực trên đời sống của mình. Đón nhận trong danh Giêsu quyền năng. Đón nhận, đón nhận, đón nhận. Đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy. Ô halama say karama katarama soro mara. Iko rei bet sang kantara mo kontoro makatsai tararidi. Iko kro makasek katara makatsai tarakotoro kosi para. Iko kro makatar kasik kantar kacok kontoro makasai tarakatara kongro mo mar makantari. Iko ro kosik kantara kancang kantara mo kontoro bakara. Hai đừng đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài Chúa. Ô, tôi nhìn thấy Chúa Thánh Linh thăm viếng anh chị em. Tôi nhìn thấy Chúa Thánh Linh giải cứu anh chị em. Tôi nhìn thấy Chúa Thánh Linh chữa lành anh chị em. Chúa Thánh Linh làm những điều tươi mới trên anh chị em thật là nhiều buổi tối ngày hôm nay. Ta ơn Ngài, 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 ta ơn Ngài. Ô, hallelujah. Ta ơn Ngài, ta ơn Ngài anh chị em, ta ơn Ngài, ta ơn Ngài. Hãy ta ơn Ngài anh chị em ơi. Hãy viết xuống bên dưới ta ơn Ngài vì những phép lạ Ngài làm anh chị em. Viết xuống bên dưới, khi comment xuống bên dưới những gì Chúa đang làm cho anh chị em giờ này. Tôi đang thấy những phép lạ Ngài làm. Ngài chữa lành cho anh em nhiều người ở đây. Ai đó bệnh đau nửa đầu biến mất giờ này. Ô, ai đó bệnh khó thở không còn nữa. Ai đó bệnh hồi hộp trong tim mạch không còn nữa. Ai đó đang đau hai đầu gối giờ này đầu gối đứng dậy đi bình thường không còn đau nữa. Ô, ta ơn Ngài, ta ơn Ngài, ta ơn Ngài. Hallelujah. Ai đó những cơn mỏi mệt trên anh chị em lập tức biến mất hoàn toàn. Những sự buồn rầu không còn nữa. Ta ơn Ngài trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ô, hallelujah. Những ý nghĩ tuyệt vọng, những ý nghĩ
bế tắc biến mất, anh chị em tràn đầy niềm vui giờ này. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Tạ ơn Ngài thật nhiều anh chị em, tạ ơn Ngài, tạ ơn Ngài thật nhiều. Hallelujah, tôi nhìn thấy phép lạ của Ngài. Ô phép lạ của Ngài khiến anh em nhảy múa trước mặt Ngài. Phép lạ của Ngài khiến anh em được tự do trước mặt Ngài. Cảm ơn Chúa anh chị em. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Ô tôi muốn anh chị em viết xuống những lời làm chứng để làm vinh hiển danh Ngài. Hãy viết xuống những lời làm chứng để làm vinh hiển danh Ngài. Tạ ơn Ngài, tạ ơn Ngài, amen, tạ ơn Ngài. Tạ ơn Ngài, xương khớp được chữa lành, thấp khớp được chữa lành. Ô những bệnh tai mũi họng được chữa lành. Ô hallelujah. Cảm ơn Ngài, đau nửa đầu tiền đình được chữa lành. Hallelujah, xoay sẩm chóng mặt được chữa lành. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Đau lưng, đau cột sống được chữa lành. Đau vai gáy được chữa lành. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh, hallelujah. Những ai sợ hãi, tôi thấy không còn sợ hãi nữa. Họ được bình an, họ được vui mừng, họ được nở nụ cười giờ này. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, cảm ơn Ngài. Viết xuống anh chị em, viết xuống, viết xuống, viết xuống, viết xuống. Oh, hallelujah, tuyệt vời. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Thật là diệu kỳ, phép lạ buổi tối hôm nay. Ô, tôi thấy Chúa làm những điều lạ lùng buổi tối hôm nay. Chúa tái đổ đầy Thánh Linh cho anh chị em, anh chị em thấy không ạ? Khi tôi cầu nguyện, tôi cảm nhận được, mặc dù qua màn hình này tôi không biết điều gì xảy ra cho anh em, nhưng tôi cảm nhận thần của Đức Chúa Trời tuôn đổ trên anh chị em rất là mạnh mẽ trong buổi tối ngày hôm nay. Ô, thần của Đức Chúa Trời chạm vào anh chị em rất là nhiều trong buổi tối hôm nay. Anh chị em cảm thấy một sự bình an lạ lùng đến trên tâm hồn của mình. Ô, một sự thiên đàng đến trên tâm hồn của mình. Đây là chỗ rất là đặc biệt anh chị em ha. Cho nên chúng ta thấy đó, những sự cầu nguyện như thế này, nó khiến cho chúng ta được kết nối trong thế giới linh rất là rõ ràng, rất là mạnh mẽ, và làm cho đời sống của mình trở nên tươi mới, và không còn một điều gì khiến cho chúng ta thất vọng, tuyệt vọng nữa. Thật là diệu kỳ, thật là diệu kỳ. Tôi cho anh chị em hãy ghi lời chứng của mình xuống bên dưới nào. Hãy ghi lên cho em, đừng tiếc lời nào. Anh chị em hãy ghi xuống bên dưới Chúa vừa làm gì cho mình. Chúa thăm viếng mình ra sao, Chúa chữa lành mình ra sao, Chúa đã làm điều gì cho mình, hiện tượng nào đang xảy ra, ma quỷ xuất đi như thế nào. Hãy ghi xuống anh chị em, ghi xuống, ghi xuống, ghi xuống, cho những người khác trên thế giới này nhìn thấy Chúa Giêsu yêu quý của chúng ta, Chúa Giêsu phục sinh của chúng ta, là Chúa của mọi Chúa, là thần của mọi thần, quyền năng như thế nào. Ngài không giống như những tượng thần của dân ngoại đạo, Ngài không giống như những tôn giáo nói lời nói suông, Ngài không giống như những triết lý rỗng tích của đời này, không giúp đỡ gì hết. Nhưng Chúa Giêsu phục sinh của chúng ta hôm qua, hôm nay đến đời đời không hề thay đổi. Ngài năm xưa Ngài chữa lành thì bây giờ Ngài vẫn chữa lành. Năm xưa Ngài đuổi quỷ, bây giờ Ngài vẫn đuổi quỷ. Năm xưa Ngài phục hồi đời sống người ta thì bây giờ Ngài vẫn phục hồi đời sống người ta. Hãy viết xuống thưa ông bà anh chị em, cho hàng ngàn những con người họ nhìn thấy những điều mà Chúa vừa làm cho ông bà anh chị em. Hãy viết xuống trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài. Thật diệu kỳ. Hallelujah. Thật diệu kỳ. Hallelujah. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Oh, hallelujah. Cảm ơn Ngài về những điều diệu kỳ mà anh chị em ghi. Wow, anh em ghi những điều rất là lạ lùng. Tôi đọc thấy ở đây. Tạ ơn Chúa chưa? Wow, tim mạch hồi hộp, khó thở được chữa lành. Cảm ơn Ngài. Đó là một phép lạ. Oh, tà linh sợ hãi được chữa lành. Cảm ơn Ngài. Rồi, người thì bị ở, bị ngáp, mồ hôi ra đầm đìa. Wow, tạ ơn Chúa. Cảm ơn Ngài. Ồ, trong người khó thở, tụt huyết áp, ngáp nhiều và bây giờ thì vui mừng tự do. Wow, tạ ơn Chúa, thấy không chị? Wow, phục hồi đời sống. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Này thì không có thể nào mà đủ lời để cảm ơn Chúa Giêsu của chúng ta. Wow, diệu kỳ, diệu kỳ, diệu kỳ. Rất là diệu kỳ, rất là diệu kỳ. Amen, amen, amen. Oh, hallelujah. Lòng vui mừng, sự bình an giáng trên tấm lòng. Amen. Cảm ơn Ngài. Đau bả vai được chữa lành. Cảm ơn Chúa. Oh, oh. Wow. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Đức Chúa phục hồi, chữa lành mũi. Cảm ơn Ngài. Lưng nóng lên, Chúa đã thăm viếng. Cảm ơn Chúa. Chúa chữa lành đau vai gáy khỏi tức thì. Wow. Tạ ơn Chúa. Đến. Oh, hallelujah. Cảm ơn Ngài. Có người bảo Chúa Thánh Linh giáng trên em viết không nổi luôn. Bây giờ tức là muốn viết comment mà viết không được. Cái đấy là cái gọi là phép lạ đó.
thánh linh giáng lên mà tay chân run lẩy bẩy mà viết không nổi luôn, anh chị em thấy không ạ? Oh wow, cảm ơn Ngài, tuyệt vời, thánh linh đổ đầy, được nhẹ nhàng, cảm ơn Ngài, thăm viếng, thánh linh thăm viếng, cảm ơn Chúa. Amen anh chị em, cảm ơn Ngài. Bây giờ rất là diệu kỳ, rất là diệu kỳ. Yeah, chữa lành viêm son, đau dạ dày, đau tiền đình. Wow, cảm ơn Chúa. Hết, cải thiện liền. Đó là phép lạ đấy, cảm ơn Chúa. Rồi, tôi đến lúc kết thúc anh chị em ha. Tôi một lần nữa xin Chúa ban phước cho hết thảy ông bà anh chị em, những người đã nghe và học bài học buổi tối ngày hôm nay. Xin Chúa ở cùng và hẹn tất cả anh chị em vào tối thứ sáu hàng tuần. Amen. Anh chị em nhớ lịch phục vụ cộng đồng của Hội Thánh Nhà Muôn Dân phải không ạ? Trải dài từ thứ tư đến chủ nhật luôn. Tối thứ tư chúng ta có một cái buổi học lời Chúa như thế này. Tối thứ năm chúng ta có một buổi nhóm tế bào. Những anh chị em ở Sài Gòn có thể liên hệ đến cái nhóm tế bào đó. Cái thông tin thì được ghi trên cái trang Nhà Muôn Dân đó, anh chị em thấy rồi đó. Hãy liên hệ và đến nhóm để được cầu nguyện, được trợ giúp. Tối thứ sáu thì chúng ta có buổi học lời Chúa với nhau qua Zoom, đúng không ạ? Cũng được cầu nguyện, chữa lành, đủ quỷ, giải cứu tất cả những cái thứ mà không có tốt trên đời sống anh chị em. Tối thứ bảy thì Hội Thánh Nhà Muôn Dân lại có một cái buổi nhóm tế bào, và những anh chị em ở Sài Gòn vẫn có thể liên hệ để được cầu nguyện, giải cứu, chữa lành. Và đặc biệt chủ nhật 8:30 chúng ta có một buổi nhóm hàng tuần tại ngã ba bầu Hóc Môn, phải không ạ? Chúng ta hãy đến đó để cùng thờ phượng Chúa, cùng ngập chim trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Và anh em chắc chắn là không bao giờ lãng phí thời giờ của mình đâu. Anh em ở dưới cơn mưa của Đức Thánh Linh, Chúa sẽ phục hồi đời sống anh chị em mọi mặt luôn. Về sức khỏe, về gia đình, về kinh tế, về tấm lòng, về tình yêu mến Chúa, về đời sống mới ở trong Chúa. Và quan trọng nhất, giữ sự kết nối với Chúa luôn luôn cho sự sống đời đời của chúng ta. Cho nên anh chị em ơi, hãy ghi nhớ những lịch phục vụ này. Và đặc biệt, những anh chị em nào có những nhu cầu mà muốn cầu nguyện trực tiếp qua Zoom riêng thì hãy gửi mail cho tôi qua email mục sư quý quý y dài nha, a@gmail.com. Trong đó khi anh chị em gửi email, đừng có đóng máy tính lại ngay. Hãy chờ trong vòng 5 giây, 10 giây thôi, có một email tự động trả lời. Anh chị em hãy đọc cái thông tin trong đó để biết cách vô trong Zoom như thế nào, mật khẩu ra sao, ID ra sao, giờ nào. Anh chị em cứ vô và tôi sẽ cầu nguyện trực tiếp cho anh chị em vào mỗi buổi sáng thứ ba. Ok, như vậy thì nói tóm lại là Hội Thánh Nhà Muôn Dân đã phục vụ anh chị em từ thứ ba đến chủ nhật, nghỉ mỗi ngày thứ hai thôi. Được chưa? Xin Chúa ban phước giải thể chúng ta và chào tạm biệt anh chị em nha. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.